không? Trời ơi, em giỡn gì kỳ quá. Mỗi lần gặp anh á em thích hù anh vậy á. Hù gì, hẹn giờ này nó tới. Trời. Đừng mà, đừng giận em mà, em xin lỗi nghe. Anh, em nghe nói cái quán này là quán vui vẻ phải không anh? Đúng rồi. Chỗ này lịch sự lắm đó. Wow, em nghe nói quán này lâu lắm rồi đó. Vậy anh kêu nhân viên ra nói chuyện với mình, làm cho mình vui vẻ đi anh. Kêu nhân viên kia, anh là đủ vui rồi. Kỳ quá à. Cho anh hôn nha. Thôi, em thấy người ta làm như vậy á, thì cũng có một cái gì đó của người ta. Nhưng mà em thích tình yêu của mình á, lãng mạn kìa. Em thích nhất là làm thơ. Làm thơ hả? Dạ. Làm thơ mà đề tài gì, có quan trọng đề tài gì đó. Ví dụ như đây là có gì? À em biết rồi, bây giờ anh làm thơ về ánh trăng cho em đi. Ánh trăng hả? Ồ, ban ngày làm sao có trăng? Anh tưởng tượng đó. Anh sẽ tưởng tượng liền. Ví dụ như là trăng hôm nay hay hay, cho anh hôn cái tay. Thưởng đi, thưởng đi. Kìa. Hả? Trăng hôm nay xa quá, cho anh hôn cái má. Anh gầy quá à. Dạ chào mừng quý khách, chào mừng khách. Ủa, chị Nhi, trời lâu quá mới ghé quán. Đi với người mới hả? Anh bữa đâu? Nè, anh bữa đâu rồi? Sao cười vậy? No, anh mập nè. Trời ơi, khỏe không? Khỏe. Vẫn ăn dứa dây nước như bình thường hả? Trời ơi. Ủa, bữa nay có người mới phải không? Mới nữa hả? Bậy, đây bạn gái nói gì hôm bữa nhỏ kia mập mập hơn mà. Bậy, nói chuyện gì kỳ vậy? Nháy mắt cái gì? Anh cứ lúc nào cũng nháy mắt, em không thích gì đâu. Ai vậy? Đây nhân viên của quán á. Dạ, tụi em là phục vụ. Dạ. Chắc có lẽ anh muốn nói là người giống người hả? Đúng rồi, người giống người. Người giống người. Người giống người. Em biết rồi, nhân viên đây vui tánh. Chúc mừng anh chị đã đến với quán ăn vui vẻ tụi em. Dạ. Cái anh chị gọi món ăn. Món ăn hả? Dạ, món ăn. Dạ thưa, anh dùng món gì ạ? Món cá đi. Cái gì ạ? Cá mú. Trăng hôm nay đã chết, cá mú cũng vừa hết. Em mời anh ăn món ếch. Ăn xong anh lết. Xin lỗi, ăn mới ăn hôm Tết. Ồ gì hả? Thôi vậy đổi món anh ha. Đổi món. Chị ăn món gì? Em ăn món gà. Món gà phải không? Có liền chị. Trăng hôm nay đã già. Mời chị xơi món gà. Đâu có gì đâu vui. Không vui. Thôi ăn kèm với gà đi chị không? Trăng hôm nay cao cao, chị gọi thêm món rau. Đủ hết à? Nhưng mà anh ơi, rau không no sao ăn? Ăn cơm, ăn rau không no, không có ai món ăn gì nữa. Nó bổ rồi. Dạ thưa anh, vậy thì anh thích dùng món gì ạ? Nói chung là nãy giờ hai người làm Trăng thấy lu sữa bù hết trơn á. Thì cho món thịt cù đi. Lu sữa bù, món thịt cù. Nó còn lãng nghe. Nhưng mà vui, khách hàng là thượng đế. Dạ. Rồi anh chị muốn uống gì ạ? Trăng hôm nay nhí nhớ cho hai ly sinh tố. Ồ đó, vậy mới hay nè. Dạ thưa anh chị, kêu đi. Dạ. Bếp ơi, bàn dưới cây xoài, thịt cừu với hai ly sinh tố. Đây. Dạ, đem ra liền. Anh xin lỗi. Alo. Hả, ai vậy? Em hả? Anh kẹt chở má đi công chuyện nghe. Cái gì gặp sau nha. Ok, bye. Ủa gì anh? Đi ký hợp đồng, người ta gọi đi ký hợp đồng. Dạ anh ký với má anh hả? Không có, má anh giới thiệu anh đi ký hợp đồng. Alo. Dạ anh không có, tại vì sao lát nữa đi coi phim hả? Không được anh ơi, mẹ em bệnh, em phải về quê gấp. Dạ không được, vậy ngày mai đi anh ha. Dạ. Ở quê chị ở quán ăn vui vẻ hả? Dạ. Ủa gì vậy? Không có. Ba em mới gọi điện thoại lên nhắc nhở em phải học hành cho nó giỏi. Đâu có. Em nghe là chị rủ má chị đi coi phim mà. Hồi nào? Thì mới nghe gì nè. Dạ. Đúng rồi. Đúng nha. Rủ rồi đi coi phim. Thôi. Bây giờ trong khi các anh chị ngồi chờ thịt cừu với này xin tốt thì em xin kể những câu chuyện hài hước. Bởi vì đây là quán ăn vui vẻ cho nên em xin kể những câu chuyện rất là hài hước. Nghe xong là phải cười nghiến cơ ngã. Câu chuyện đầu tiên của em sẽ mang tên là đổ rác. Ủa đâu dính dắt gì với chuyện tình yêu đâu. Vậy mà dính mới ghê chị. Dạ hả? Chị nghe nè. Em ơi, Trinh ơi Trinh, anh đi làm về nè Trinh ơi. Chết rồi. Em ơi, mở cửa cho anh. Chết.
Chính ơi, vậy rồi vậy sao? Chú anh đi làm vậy rồi nè. Bình tĩnh để cho em giải quyết ha. Im lặng. Anh mới về. Anh mới về, để anh vô nhặt á. Anh đi đổ rác giùm em đi. Được rồi, em để đó đi, anh vô anh thay đồ rồi anh đổ rác giùm em. Không, mặc đồ đẹp đổ rác cho nó dễ thương. Em thiệt á. Thôi, để anh vô anh cất cái vỏ cũng được. Thôi đi em cất cho, đổ rác giùm em đi. Anh. Hả? Anh dễ thương. Ủa kỳ ta, mặc đồ đẹp mà phải đi đổ rác. Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi hả? 5 phút sau chồng em đi đổ rác mới về đến nhà. Công nhận em khác biệt á. Trong một cái tình huống căng thẳng ngặt nghèo gì mà em nghĩ ra được cái chiêu đổ rác là quá siêu rồi. Thôi, ngày nào em cũng vậy mà. Vậy chắc nhà em phải thủ rác nhiều lắm hay không? Tại không biết đó. Sao? Chứ ở đây là đại lý rác mà. Vậy ngày mai chuẩn bị rác cho anh. Dạ, anh vợ không? Sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại. Bà xã ơi, ông xã về ơi. Yêu nhau mấy... Cái gì trời? Bộ không nhìn ra ông xã hả? Ông xã nè. Mới làm về hả? Ủa mới làm về à? Nhớ em quá trời quá đất luôn. Em cũng nhớ anh nữa. Nấu cơm chưa? Nấu cơm rồi. Anh đói bụng rồi đó. Để cho anh vô ăn cơm. Anh đi đổ rác cho em đi. Ủa để anh vô anh thay đồ hả? Thôi mặc đồ đẹp đổ rác cũng dễ thương. Thương lắm á nha. Tôi đi đổ rác nha. Mặc đồ đẹp gì? Cái chuyện này em thấy nó giống, nó giống, nó giống, nó giống, nó giống, nó giống, nó giống ta ghê. Em nói chị nghe, nó kể là cái chuyện đó nó cũng còn chưa có hấp dẫn đâu. Yeah. Cái chuyện của em, yeah, nói về tình yêu, nói về lứa đôi mà còn vui hơn vậy nữa. Để em kể anh chị nghe, em xin kể câu chuyện. Em nói thiệt, trên thời này không bao giờ thấy cái tình cảnh éo le như vậy. Em nói thiệt. Còn là chuyện vui anh chị, mình nghe để học. Nghe xong em cũng muốn tặng hai anh câu thơ. Cho chị làm thơ. Trăng hôm nay nghiêng nghiêng, dạ, hai ăn thật vô duyên. Thấy không, không khí đây nó là sao? Rất là mát mẻ. Đúng rồi, cái quán giờ cũng dễ thương quá ha. Đó, tôi tính là gì? Mỗi tuần lễ tôi dẫn bà tới đây, coi như xả stress. Đó, khỏi mất công đi đâu xa hết trơn ở đây. Trời ơi, tôi nói đang nóng nực mà gặp hồ bơi mới nhào xuống tắm ghê luôn vậy đó. Thấy không, tôi nói mà. Ủa? Rồi. Ủa rồi, thằng con mình đâu rồi? Bà làm cái gì vậy, con mình đâu? Trời, ai biết đâu, nó đi vô đây rồi, bởi vậy sẽ bực bội hết trơn. Nghĩa ơi, Nghĩa hả? Nết. Nghĩa. Ông kêu ai? Con mình chứ ai. Trời ơi, tôi nói thiệt ông á, mỗi lần ông kêu tên đó là tôi bực bội hết sức à. Bực này. Cái gì bực? Tôi nói từ hồi đầu rồi hả, cái tên đó tôi có ưa. Tại sao con mình, cái tên của nó bà không ưa? Từ hồi đẻ ra rồi, tôi để tôi đặt tên cho không chịu một hai dành đặt tên. Ghét tên nó dễ sợ luôn vậy mà có đòi đặt hả? Bà chẳng có hiểu cái gì hết trơn á trời. Ý của tôi đặt con của mình nó tên Nghĩa là tôi có ý đồ. Con của mình tôi muốn lúc nào nó cũng có mang cái sự nghĩa hiệp trong lòng của nó. Để mà nó ra ngoài đường nó có thể giúp được cho người này người kia. Là cái tên Nghĩa là cái tên rất có ý nghĩa, bà hiểu không? Nhưng mà ông thích mà tôi không có thích. Lý do gì bà không thích? Mẹ tên gì? Thì tên Trang. Ông ráp lại coi. Bực bội sức luôn. Hồi nãy tôi không muốn nói, bữa nay ông phải để tôi nói bực bội ghê. Tôi không có để ý cái chuyện này, bà hiểu không? Tôi không để ý tên bà với tên nó.
Nhưng mà tôi hồi đầu á, đẻ ra là tôi nói để tôi đặt tên, ông không chịu. Giờ để tôi kiếm con tôi ở đâu nè. Đó, đó, bây giờ lo cãi đi rồi, con mình ở đâu đây? Nghĩa ơi! Dạ! Dạ! Hư nè, hư, hư mày hư hả? Hư, giống như tao. Ẩm đi đâu vậy? Nhốt toilet. Ê, ê, ê! Bực bội gì đâu? Vậy nó làm gì nhốt? Gì đâu mà hư gì đâu vậy? Ba má không biết dạy hay sao á? Cái gì đâu mà hiếu động chạy vòng vòng. Mình kêu đứng lại, đứng lại. Mình nói tên gì nó cũng không chịu hết trơn. Nó làm như con người nó không có tên hay sao á. Nè. Anh mập kia. Anh mập kia. Cái đứa nhỏ đó là, đây là ba nè. Đằng sau này là má nè. Đây là má nó nè. Ô, của quý khách à. Ui, cháu nó hiếu động quá. Dễ thương, dễ sợ. Như vậy là tốt lắm á. Con nít mà năng động như vậy á, sẽ có lợi cho sức khỏe. Chứ con nít mà nó cứ ù lì á, dễ bị béo phì. Dạ. Dễ thương quá à, cho chú hôn một cái nha. Trời ơi, dễ thương. Thấy rõ ràng hồi nãy đánh con tôi đã đợi, giờ bà đặt nịnh. Người ta nói á, thương là cho roi cho giọt. Dạ. Mình phải quýnh nó, rồi mình mới hung nó. Dạ. Dạ. Qua, qua với mẹ. Qua đây. Trời ơi. Dạ, thưa chị đặt nó tên gì ạ? Nghĩa. Nghĩa hay chứ, cái tên Nghĩa hay chứ. Nhưng mà tôi tên Trang. Chị tên Trang, mà tên Nghĩa. Nghĩa Trang, trời ơi, nghe cái tên xong muốn ông mua quà tặng chị ghê. Thấy chưa, người ngoài mà còn nói gì đó, là ông nghĩ sao vậy? Nó giỡn thôi, để tới em chứ nghĩ coi. Rồi nhìn con coi, đầu đinh ha, mắt một mí. Ôi, nhìn đàn ông quá, quá men. Dạ, đầy nam tính. Đàn ông, thích đàn ông tính. Bây giờ tên mình phải đặt nó một cái tên gì để khẳng định cái bản sắc của nó. Đúng rồi. Liễu đi à. Đẹp, nó mềm mại. Sao mẹ không quất luôn chữ lá luôn hả? Dạ. Trời đất ơi, dạ. Nam tính ghê luôn đó ha. Thôi, bây giờ em nghĩ là em lộn. Dạ. Tên Thuận, em nghĩ ra rồi. Thuận hay tức, tất cả tụi mình đều Thuận Hòa, đều đồng lòng đặt tên với bà, không cãi lộn với nhau nữa. Là tên Thuận, là đúng tên Thuận. Đúng rồi. Nhưng mà tên ông nội ông tên gì? Ông nội anh tên gì? Tên Thuận. Trời ơi, vậy thì hay quá đúng không? Anh chỉ cần kêu Thuận vô ăn cơm, hai đứa chạy vô lúc đỡ mệt. Thấy không? Hai anh là gì? Dạ thưa, tụi em làm phục vụ. Quán ăn vui vẻ. Tôi thấy là mình nên đổi cái tên quán luôn đi. Chạy đổi tên gì? Đổi tên gì anh? Quán Du Viên. Tại giờ tụi em muốn vô câu chuyện này cho nó vui thôi. Chứ thật ra tụi em muốn chơi. Em thấy bây giờ anh chị là tôi nói là bàn tán về cái tên nhiều quá. Em cũng vô cái tên chứ có chuyện. Chứ mà đúng anh, đúng anh chị, cái tên nó cũng liên quan đến nhiều vấn đề. Đúng. Cũng phải nhức đầu lắm chứ không phải đơn giản. Đúng. Em có một câu chuyện về cái tên, em kể cho anh chị nghe. Cái câu chuyện nó như vậy nè. Em anh làm quen em chút được không? Anh muốn biết tên em. Biết tên em chi vậy? Tên để gặp nhau mình gọi tên này tên nọ dễ thương. Không để mình gặp nhau kêu ê mày tao mất dạy thấy bà. Tên gì? Muốn biết tên phải không? Nhưng mà tên em xấu lắm. Xấu thì cũng có tên cha mẹ đặt. Cóc, ổi, mấy kim. Hay là xưng xa học é, học lũ, học é. Gì cũng phải có cái tên để gọi. Chứ không có tên biết gọi bằng gì. Đã gặp mày mày tao tao. Được rồi, lại anh lượm giùm em cục đá đi. Đây. Em tên đá. Nhưng mà với em nó là thạch. Người phụ nữ đẹp, có cái tên đẹp, thạch. Anh thấy gì trước mặt không? Nước. Đừng nói tên nước nha. Nhưng mà với em nó là thủy. Thạch thủy. Tên đẹp. Thạch thủy. Ừ. Anh nghe tiếng gì không? Tẩm. Tên em đó. Hả? Vui quá ông trời, cười đi. Cười. Ừ, nó không có nhảy giọt với người. Anh hiểu không? Con nít nó cười cái, nè. Phần trí thức của nó cũng còn hạn chế. Nó còn chậm. Nhưng mà thấy rõ ràng cái câu chuyện là vui đúng không? Vui, vui, vui. Sao tụi em là quán ăn vui vẻ mà. Cái tên đó, nó gắn liền với cuộc đời của một con người. Dạ. Đúng, đúng, cho nên rất là quan trọng. Cha mẹ phải suy nghĩ kỹ. Bởi vì cái tên nó quan trọng lắm. Mà em nghĩ là cái tên nó không phải chỉ có là cái tên bình thường không đâu. Mà nó nhiều khi nó còn cứu được mạng người nữa anh.
Em có một câu chuyện mà nhờ cái tên là cứu được một mạng người. Cái tên mà cứu được một mạng người. Anh không tin cái gì. Câu chuyện là chỉ có mình em biết thôi. Bây giờ em sẽ kể cho anh chị và cháu nghe. Câu chuyện đó là vậy. Mày xuống. Mày cướp mà cười hả? Dạ em không. Đi, mày xuống. Dạ. Cho xe dừng lại. Dạ dạ dạ. Em ơi, cướp à, cướp à. Đừng sợ, đừng sợ. Cất tiền vô, cất tiền vô. Không để thấy nhiều tiền nó lấy của mình hết á. Nhớ. Vậy đó. Tiền đâu mày? Dạ, dạ, đây, đây. Tướng như chồng tụi bay sang vậy mà mặt rẹp dữ vậy hả? Dạ em nghèo lắm anh. Ăn mặc đẹp vậy mà mặt rẹp à? Dạ. Lấy gì? Cái thứ nghèo mặt rẹp cái gì? Hả? Thôi nha, không có xúc phạm nha. Không có được chửi tôi nghèo nghe chưa? Sao có 150 vậy? Xin lỗi nha, tao còn 2 triệu mấy nè, tao không có nói tôi nghe chưa? Rồi, thấy chưa? Thấy có tiền chưa? Đúng. Như vậy mới giao nè. Ừ. Vậy đưa đây con. Không có đưa, bây giờ nói lại đi, vợ chồng tôi giàu. Hai chồng tôi mới giàu. Ờ, nè, cầm tiền nè. Cảm ơn mày. Ừ, không có chi. Trời ơi, sao em không quên đưa cho hết cho nó vậy? Em nói thiệt anh, trên cuộc đời này em ghét nhất ai kêu em nghèo á. Đưa dằn mặt cho nó biết mình giàu. Ơi. Rồi. Còn bà sao? Dạ. Tiền đâu? Dạ em không có tiền anh ơi. Anh cướp người đi, đừng cướp tiền. Chị Hiền em sợ quá chị Hiền ơi. Chị cũng sợ nữa. Con kia. Dạ. Mày mới kêu tên gì? Dạ Diệu Hiền. Ai là Diệu Hiền? Dạ em là Diệu Hiền. Diệu Hiền. Dạ. Má. Hả? Sao má lại trùng tên với mẹ của con? Một người mà con rất tôn kính, một người đã nuôi con rất là cực khổ, con tha cho má đó. Con mừng quá. Tại vì má trùng tên với mẹ của con. Mấy người kia khóc cái gì? Chị gia đình của tôi khóc cái gì? Tiền đâu? Chị ơi. Cái gì? Chị giúp giùm tôi một chút đi. Chuyện gì? Thằng cướp này có hiếu. À. Chị xuống chị hỏi ba nó tên gì. Ba con tên gì má quên rồi. Trung Lục. Ờ, cảm ơn con. Không có gì. Chạy đây. Tên gì? Trung Lục. À. Trung Lục. Ông già. Dạ. Chú cướp ơi, chú cướp đừng hại Trung Lùn. Tên tôi là Trung Lùn. Cái gì? Dạ Trung Lùi. Tại sao lại trùng tên với ba tôi? Vô tình. Hồi nãy trùng tên má tha. Giờ hơi nữa trùng tên ba tha ha. Trời ơi, xúc động rồi. Tại sao lại trùng tên? Ừ. Trung Lùi. Một cái tên mà tôi rất hận thuộc. Ừ, vậy đi. Căm ghét. Ừ. À, là sao? Ông hỏi là cái gì? Ông cần cho mày biết. Trung Lục là một người đã sanh tôi ra, đã đuổi tôi ra khỏi nhà và biến tôi trở thành một thằng ăn cướp. Ăn cướp ông hiểu chưa? Tôi rất hận. Không phải Trung Lục mà là giấy tờ nè. Muốn rồi. Tôi là thầy với lòng. Hễ ai có trục tên Trung Lục là tôi phải xử người đó. Xíu. Anh thấy không? Hay, 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 hay. Em nói cho anh nghe, cái tên nhiều khi nó hiệu quả vậy đó. Mình thấy có lý không? Được. Bây giờ em nghĩ giờ vậy, cái tên Nghĩa nó cũng đẹp, cái tên Thuận nó cũng đẹp, tên Hòa nó cũng đẹp. Nói chung cái tên gì mình đã đặt ra cho con mình là đều đẹp hết. Được. Thì tại sao mình phải sợ má nó? Vì tên Trang mà nó tên Nghĩa mình không dám đặt. Mình vẫn để nó đặt luôn. Thì đó, cùng lắm là đừng có để chỉ đi chung với nó thôi. Đúng rồi đó. Miễn sau này lấy vợ con đừng lấy tên là Địa là được rồi. Ủa sao vậy chú? Nghĩa hả? Dạ vô đây, dạ vô đây. Hết. Anh vậy sao lôi kéo khách vậy? Để người ta đi bình thường. Vui mà lôi kéo vậy. Vô đây vui. Trời ơi bình thường. Vui thiệt nha. Vui. Nè kéo người giùm coi. Dạ rồi thôi em phụ. Anh vui thiệt nha. Vụ mày vô đây vui cười lắm. Vui lắm. Trời ơi đừng để kéo. Trời ơi. Gì mà khó khăn quá anh. Vô đây.
anh nhỏ dạ, con đây, mà sao anh mạnh quá. Dạ, dạ rồi, đây. Rồi đây. Ngồi xuống coi. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Dạ, vô đây được cười dạ. Không vô để dạ. Níu kéo. Vô đây đồ bổ không à. Món ăn vui vẻ. Dạ, mời các anh. Rút kinh nghiệm lần trước đi. Gọi món ăn trước rồi mới cười. Cái bàn bên kia cười xong rồi đi về rồi đó. Ủa vậy hả? Để xong bỏ đi hả? Mời gọi món ăn trước. Dạ, mời các anh. Gì vậy? Dạ, đây quán ăn vui vẻ. Nãy giờ có thấy vui gì đâu. Dạ, kêu rồi mới vui. Không, cười xong rồi mới ăn. Đúng rồi, cười rồi mới ăn chứ. Rồi rồi rồi, cười rồi mới ăn. Đây, em kể chuyện. Em kể chuyện đi, kể chuyện trước đi. Kể chuyện trước đi. Ngày xưa, ngày xưa. Ngày xưa. Ở trong rừng có một con sư tử. Có cái sư tử? Dạ. Sư tử rồi. Anh là dễ cười nha. Em hiểu anh rồi đấy. Anh biết không? Nó một hôm nó là chúa Sơn Lâm mà. Thế là nó quy định á là mỗi ngày phải có một con vật lên kể chuyện cười cho nó cười. Cứ kể chuyện cười đó. Đó. Ngày đầu tiên một con vịt nó bước lên nó kể chuyện cười. Trời tao nói nó kể hả mọi người cười quá trời cười luôn. Riêng á cái bà bò bà không cười. Bởi ơi đây anh em anh biết con vịt nó kể á con bò nó mới cười. Không, em nói con bò chứ không phải nói anh. Cái con bò kê. Thôi kể tiếp đi anh bé bạn. Bò nó không hiểu. Con bò thì nó không cười nhưng mà cái con heo nó cười. Con heo, con heo. Không phải em nè, không phải em nha. Con heo. Con heo. Con heo nó cười. Cái nó phát hiện tại sao con bò không cười ta. Cái nó mới nói là bò ơi, ngươi hãy cười đi. Rồi hãy gọi món ăn sau. Không. Thấy em nói là con bò. Rồi cái con cười rồi đó. Anh cười rồi đó. Ăn. Em tưởng quá à. Em tưởng tượng anh quá à. Vui quá trời. Đi. Mình đâu cũng mất cười đó. Dạ. Cái hình nè. Anh nhìn cái tựa không ảnh cười rồi đó. Dạ. Nụ cười nghiêng ngã 50.000. Dạ. Nụ cười giòn giả 95.000. Dạ. Nụ cười lớn 60.000. Dạ. Trời ơi. Dạ món đặc biệt anh. Có nụ cười buồn 180. Dạ. Tháo cười buồn là 180. Cái đó nó khó hơn. Kêu. Có gì đâu mà cười. Trong menu này có gì đâu mà cười. Có. Có gì? Có món vịt nữa. Sao rồi vịt rồi cười? Có vịt nè, cái vịt cười. Sao tự nhiên vịt mày cười? Anh sao tự nhiên vịt? Trời ơi, nhắc tới vịt nè. Tụi em là nhân viên đây mà nó nhắc tới vịt cũng đâu có vô cười. Tôi nhớ rồi nè. Rồi kể vịt. Dạ. Đây. Cho con vịt. Gặp vịt. Dạ. Rồi, tôi nhớ cái câu chuyện của con vịt chứ, cái tôi mắc cười. Kể thử chuyện con vịt tao nghe coi. Nè, kể cho nghe nghe. Câu chuyện là vậy nè. Yên tâm đi, ông nói ông tới là ông tới mà. Sợ là ông tới rồi mình trời chờ. Uy tín lắm. Chắc mưa tới trễ á. Ừ, trời mưa rầm rầm nghe không? Ông này uy tín lắm á. Thì hay lắm ông ơi, hay lắm. Hy vọng vậy. Thầy hít cái đưa cái gì là hít một cái là biết liền cái gì liền. Không tin anh thì hôm nay mới mời thầy tới đây cho coi đó. Thử cho mấy người thấy luôn á. Trời tôi chứng kiến rồi, nổi da gà lên hết luôn á. Ôi trời ghê lắm, chủ sợ luôn á. Ừ. Trễ nửa tiếng rồi sao giờ chưa tới. Mưa gió ngoài em thấy kìa, thầy tới kìa, tới chưa? Trời, uy tín không? Đó, nói tới rồi. Dạ. Tô chè. Ủa tô chè là gì mày? Dạ thưa thầy. Dạ nghe đồn về cái tiếng của thầy hít rất là hay. Hậu là bất cứ một cái chuyện gì trên trời dưới đất này thầy cũng biết hết. Hậu à. Tôi rất là ai mộ. Chờ thầy từ sáng tới giờ luôn. Rồi mà thầy tới đây là tôi coi như là quá là mừng rồi. Dạ. Sẵn đây có thể thầy chỗ một ít đài hít cho cái mấy đứa em út của đệ tử đưa. Dạ. Thấy thầy được không thầy? Có ý là các liệu muốn thử tài ngộ chơi gì? Dạ. Thà liệt. Bây giờ cứ muốn ngộ hết cái gì à, ngộ hết cái lấy cho các liệu xem á. Dạ, được rồi, tôi có. Nhận lời đó, nhận lời rồi. Dạ thưa thầy, ở trong đây là có 3 cuốn sách. Có thể thầy hít thử coi biết đây là cuốn sách gì vậy? Dạ, được không? Được luôn hả? Có. Dạ.
Hồng Lâu Mộng. Đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Khoan. Ủa sao mà thầy biết cái cuốn sách này là Hồng Lâu Mộng? Ở trong này nó nghe có cái mùi son phấn á. Hay quá. Hay cực kỳ luôn. Chưa. Ông nghe không được đâu. Tao bao lại sao mày biết? Bây giờ quan trọng là cái cuốn sách thứ hai mới quan trọng. Đúng rồi. Dạ thưa thầy, có thể thầy chỗ thầy thêm cái cuốn sách thứ hai thứ hai các thầy. Tam Quốc Diễn Nghĩa. Sao thầy biết vậy? Ta vừa hít nghe cái mùi binh đao. Đúng không? Tam Quốc Diễn Nghĩa chứ còn gì nữa. Hay quá. Bây giờ chưa. Bây giờ để mà thầy mà hử hít cuốn sách này nữa ha. Mà thầy mà biết cái gì trong này á là thầy là sư tổ rồi, không phải là đúng rồi. Cho thầy giúp cho mà con tới cái này. Thử lần nữa. Cái này là ngồi nói cho các vị nghe. Nói là phải nói rõ ràng là ngộ hít cho ngộ không có hửi. Hít thầy giận chứ. Không biết ở trong này là có cái gì phải không? Dạ. Ngộ hít thử rồi nha. Dạ. Sao vậy thầy? Cái này văn của ông viết phải không? Sao thầy biết? Ta nghe có cái mùi thum thủm. Ông biết hả? Ôi hay quá. Thầy quá hay rồi. Sẵn hôm dịp hôm nay thì tôi mời đại thầy ăn một vài món đặc sản ở đây. Tôi chè. Cái gì? Đại thầy gì đây? Vịt Bắc Kinh. Hay quá. Dạ em lấy vịt Bắc Kinh. Ồ, lâu quá ngồi không ăn vịt Bắc Kinh á. Cũng thèm đó chứ. Dạ. Hay quá. Đây vịt Bắc Kinh đây. Tôi chè. Dạ. Ây da. Thơm quá chứ. Dạ. Lâu rồi không ăn vịt Bắc Kinh rồi, thơm quá. Dạ. Để gọi thử có phải Bắc Kinh không nha. Ấy dạ. Gạt ngộ rồi. Có này đâu phải là Bắc Kinh. Có này vịt Đài Loan mà. Ừ, phải vịt Đài Loan không? Dạ Đài Loan. Dạ. Trời ơi, em vô. Dạ. Cô... Rồi hay quá thầy, hay quá. Dạ cái đằng này hay cái gì mày thử tao rồi. Dạ, yên tâm thầy. Dạ đó, đem con khác. Lẹ. Đây. Dịch Bắc Kinh. À. Dạ. Mày lấy về làm sao mà ngồi liệt. Dạ thầy hết ở đâu à? Hết cái đâu thì mày quay lại cho ngồi chứ. Cái nào hả? Không biết cái đầu sao được vậy. À hiểu rồi. Thôi là cái mùi nó lạ quá vậy. Ây da, không phải vịt Bắc Kinh rồi. Cái con vịt này là vịt Hồng Kông mà. Trời, phải vịt Hồng Kông không? Hồng Kông. Trời ơi. Đẹp luôn. Trời, hay quá. Dạ. Đó, thằng này là ông tin tưởng ngộ rồi. À, vịt Bắc Kinh ở đây. Cái gì? Sao nguyên con vịt mà ông hít chỗ đó không vậy? À, chắc ông hít cái chỗ đó của con vịt, ông mới biết là con vịt ở xứ nào, phải không? Đây, vịt Bắc Kinh đây à. Dạ. Đúng Bắc Kinh không? Dạ. Tao hít một lần nữa quay Bắc Kinh là mày chết với tao à? Dạ. Lúng rồi, lúng là vịt Bắc Kinh rồi. Phải cái Bắc Kinh nào? Thông đúng vịt Bắc Kinh đó. Hay quá thầy ơi, giá ra. Ê, cái gì vậy? Dạ. Dạ thầy ơi, thầy hay quá. Ừ. Dạ nghe danh tiếng của thầy rất là lâu. Bữa nay mới được gặp mặt thầy á. Tô chà. Dạ. Dạ đúng là tâm nghe không bằng mắt thấy mà thầy. Không bằng mắt thấy. Phải nói là rất là nể thầy. Ừ. Thôi bây giờ thầy đã đến đây rồi. À, sẵn đây đó, thầy thích giùm con coi con thầy biết con từ ở xứ nào à. Liệt. Lấy hộ giúp cha. Em nói thiệt
thiệt, em đã thấy cái tài năng của anh. Anh em công nhận anh có duyên dễ sợ luôn anh. Anh kể chuyện vui dễ sợ luôn. Nói nghe nè, hôm nào rảnh quay quán em làm phục vụ đi, tiệm luôn ngoài ăn. Vậy bây giờ vậy đi. Được được, thôi bây giờ anh làm luôn đi đó. Rồi đó, giờ anh biết kể chuyện tiếp, tiệm ngoài ăn. Câu chuyện nhìn nè, mình cười lắm anh. Nó vui. Từ nãy giờ mấy anh thấy tôi có cười không? Hả? Chẳng có gì đáng cười, đúng không? Dạ sao anh khó cười dữ vậy? Không phải khó, mà tại vì bản thân con người tôi. Dạ sao anh? Cái cười phải như thế nào để tôi cười? Dạ như thế nào anh mới cười? Phải có chiều sâu. À, đi rồi, rồi, rồi. Có cách rồi anh. Ủa, đi đâu hả? Dạ, đi đâu hả? Nhảy xuống rồi bơi cho nó sâu. Dạ rồi em kể giọng lên cho nó sâu. Dạ nó có qua nước ầm 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 ầm. Rồi mà nước. Tôi nói mà mấy anh nói như vậy là tôi thấy mấy anh không sâu rồi. À, sâu rồi. Tự nhiên là đó, nước. Có cái gì đâu mày cười. Mất cười, lặn nước, kể chuyện lên. Thôi đi về. Anh. Gì vậy? Em nói anh nghe bây giờ. Quang. Gì vậy? Gì vậy anh? Nói có sách thì mách có chứng. Gì anh? Dạ gì anh? Tôi sẽ cho anh biết thế nào là cười. Sao biết được anh? Đang có khách vô. Dạ dạ. Dạ đúng rồi. Menu đồ ăn đâu? Dạ đây anh. Anh có gì anh chỉ cho tụi em nha. Xem mà học. Dạ, tụi em xem. Khách, anh chị, mời anh chị ngồi. Dạ, mời anh chị ngồi. Chúc mừng anh chị đến với quán vui vẻ. Dạ, mời anh, mời anh. Dạ, chắc là có lẽ là mấy anh chị muốn có chuyện cười trước khi ăn đúng không à? Dạ, đây, dạ, đây là nhân viên chính của tụi em. Dạ, thần tượng mới đó anh. Dạ, sư phụ dạ. của tụi em. Chào anh chị. Vô ngồi nghe anh kể. Đây là menu đồ ăn. Dạ. Nhưng các anh chị đừng dở ra nếu các anh chị không cười. Và khi các anh chị đã dở ra rồi thì... xin các anh chị đừng kêu đồ ăn nếu cười không sảng khoái. Hay quá. Đây là câu chuyện cười của tôi. Các anh chị biết không? Có một cặp vợ chồng già lắm rồi. Già quá trời già. Mà chiều nào cũng để đồ ăn trên bàn mà tự nhiên mất. Không biết mà hai vợ chồng. Không hề ăn. Hai vợ chồng không hề ăn mà đồ ăn vẫn mất. Khoan, xin lỗi. Cho giải lao một chút chứ cười nhiều chết. Đồ ăn tới trên bàn mà mất. Rồi trong nhà không có ai hết, chỉ có con mèo. Mà con mèo thì bay hả? Trời, chắc chết. Cười chết. Bây giờ mà nghĩ con mèo. Trời ơi, đau buồn quá. Con mèo. Anh ơi anh. Anh ơi, em thấy ai cười mà em thấy không bỏ ra được. Khách của em đi rồi anh ơi. Ê. Ủa, chuyện, kể chuyện cười chưa? Chuyện dạ rồi. Nãy giờ anh không cười hả? Anh ngủ luôn à? Chuyện gì cái gớm mà cười nổi. Oh no. Anh ơi. Cái người mà đi cùng anh họ cũng bỏ anh rồi anh. Giờ sao anh? Sao là sao? Thôi bây giờ anh bây giờ cả quán em bây giờ còn lại một mình anh thôi. Dạ. Anh làm ơn anh gọi món ăn giùm em đi ha. Dạ. Dạ. Ăn và có đông người mới vui. Dạ đúng dạ, rồi. Tự nhiên quán vắng tanh, tôi ngồi tôi ăn. Dạ. Tôi đâu có khùng, mệt quá. Hey. Anh gì ơi. Ủa anh tự cãi, anh tự cười mà anh cũng ăn hả? Anh ơi. Sao vậy? Anh ơi anh. Gì vậy anh bếp? Hả? Trời giờ này mà anh còn cười nữa hả? Quán vắng te, người ta bỏ về hết rồi kìa. Biết là vậy nhưng mà mình là quán ăn vui vẻ nên phải cười mặc dù rất ế. Thôi vậy đi ha. Yeah. Sao hồi kèn của ông Hồ Duyên, cuộc thi dắt sữa bò bắt đầu. Xin giới thiệu, đây ba con bò. Ba ủng hộ viên và đây là ba thí sinh. Kia là ba con bò.
Giờ đây cô gái đẹp và ba cái xô dắt sữa bò. Trong cuộc thi này, trong vòng một phút, ai thắng cuộc sẽ được giải thưởng như sau: là 10 lon sữa bò, 1 ký thịt bò và tặng cho cặp sừng bò. Ủa rồi, ông thi là ông bận cái áo này vô rồi muốn cho nó hút ông lòi ruột ông. Đi thay đồ đi. Trong khi chờ thí sinh thay đồ, xin đổi kèn cho một chàng nhạc để ủng hộ ba thí sinh. Dạ, em thay đồ xong rồi. Ông thay chậm chút xíu nè ba, đứa này nó xỉu luôn rồi. Xin mời người đẹp phát ba cái show cho ba thí sinh. Cuộc thi dắt sữa bò xin được bắt đầu. Hết giờ. Thí sinh thứ nhất được 2 phân sữa. Thí sinh thứ hai được 4 phân sữa. Ủa sao không có miếng sữa nào vậy ông? Bò em không có chỗ dắt. Sao không có chỗ dắt? Ai chùi dập em vẫn bò đực. Dạ, câu chuyện cười của em tới đây là hết. Vui. Anh chị vui á. Dạ, bây giờ em mời mấy anh chị gọi món ăn. Anh kể chị mắc cười quá. Cảm ơn chị, mời chị gọi món ăn. Không nhận anh kể câu chuyện nào không cười. Dạ, tại quán tụi em là quán ăn vui vẻ mà khách tới cười rồi xong rồi gọi món ăn. Dạ cười rồi, giờ mời anh chị gọi món ăn. Cười thiệt á. Anh nè, anh kể chuyện hài quá. Cảm ơn anh. Giờ anh gọi món ăn đi anh ha. Vô. Chúc mừng bữa nay thắng độ đua xe. Vô ơi. Sao bàn không dữ vậy? Cái gì chưa uống miếng nào xỉn đâu mày. Trời ơi đâu để uống đâu. Ngồi xe đua mà chóc mặt luôn vô đây sai luôn nè. Thằng dở. Không nhưng mà nói gì nói, mày phải cảm ơn nó mới đúng, đúng không? Nhờ nó mày mới thắng cuộc. Hả? Đúng. Đầm xe, đầm xe. Nè, mai mốt mà có đua trận khác á, mày nhớ chở nó theo phía sau không? Ờ ừ, ờ ừ. Nhưng mà qua mấy cái cua nên cẩn thận coi chừng nhõng xe á. Thôi đi ông, không có đợt sau đâu ông. Lên xe ông chở ngồi ôm ông mà nhắm mắt không à. Nhát dữ vậy đủ. Ủa vậy chứ mày nghĩ là tao chạy xe tao mở mắt hả? Không mở mắt rồi lấy đường đâu chạy. Vậy mới ghê. Mày nhắm mắt lại miễn sao tới đích thôi. Trời ơi, hèn hú hồn vô đây mà chú dám cởi cái nón bảo hiểm ra luôn. Thằng này nhát đi sợ luôn. Thôi thôi mày yên tâm đi. Lỡ hôm nay thôi chút xíu tao đưa mày về. Thôi không có về ông đâu. Ông an toàn, đi xe bên đây mới an toàn. An toàn, an toàn cái gì? Nhậu nhẹt cũng đi thôi. Cái gì? Hả? Cái gì? Một chút nữa đua đúng không? Ok, bao nhiêu tao cũng chấp mày hết. Rồi đợi chút đi. Hả? Chút về đua hả? Ừ. Thôi gì đâu. Hai ông tự đua tôi đi xe ôm. Trời ơi, xanh mặt hết trơn, sợ quá. Mời hai ông vô cái quán ăn vui vẻ này nè. Sao? Để nghe kể chuyện cười, cười cho nó hết sợ. Trời. Ủa mà nãy giờ tao có thấy gì đâu cười. Từ từ, tiếp tôi... viên ra xinh đẹp mới cười. À, được, được. Thôi không có gì vui á. Không, nó kêu tiếp viên ra. Tiếp viên. Phục vụ. Dạ. Phục vụ đâu? Bảo đảm. Phục vụ đó thể hiện là cười vui vẻ. Trời ơi, trời ơi. Ông phục vụ kìa, phục vụ. Em chào các bạn. Ủa phục vụ. Dạ tụi em đây. Ủa phục vụ là nghe kìa. Nghe, nghe xinh đẹp. Nghe nẫu nẫu đó. À. Mà ổng là vô đây kể chuyện cái chết của ma mập ma ốm đó. Dạ mập có mập đây. Không phải ma mập kể chuyện. Kể chuyện hả? Dạ. À em biết rồi. Nhà đó tao nói gọi món ăn nó cứ lộn lên lộn xuống hoài à nên là chủ đuổi này. Dạ. Nói vậy thôi chứ thật ra qua bên khu bên kia. Ủa, khu bên kia. Dạ, 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 d
Khu anh này đi có tụi em. Anh cho em hỏi anh này phải con người không vậy? Hả? Sao nhìn giống robot vậy? Mày nhục chứ mày. Thôi mở ra đi anh. Mở đầu ra đây mày ơi. Đúng rồi, tôi nói nãy giờ khách khứa khu bên kia nó cứ dòm nha, nó có ác là tới quán. Không phải đâu. Cho anh đội thì anh sợ vừa rớt xuống chết. Thôi để nhậu mà xe đua tâm vô. Ủa? Đó anh ở đầu ra anh vẫn chơi hoài. Thiệt là mấy anh đây là những người hay đua xe à? Ba người hùng à, người hùng xá lộ à. Kể chuyện cho bà anh vui đi. Bữa nay tụi anh thắng độ. Vô đây chơi với tụi em. Uống với tụi anh cái ơi. Dạ. Không phải. Tại vì á, tụi em ngại lắm. Em uống một ly là tao nói em xỉn, em ngất ngư liền á. Một ly xỉn phải không? Uống nửa ly. Cái đồ nó còn là còn mạnh á. Cái đồ em chỉ cần nhấp môi thôi là em chết giấc rồi. Không sao. Dạ, thưa mấy anh ở đây chuyên môn của em là phục vụ. Tôi anh biết. Vô. Uống đi. Uống đi. Không sợ chủ đuổi lắm. Nếm rồi. Nếm rồi. Cái này là anh ép đó nha. Ừ. Tụi anh đang nghĩ dư quá rồi. Em mới em xin phép mấy anh là em nhấp môi thôi nha. Ừ. Nhấp môi. Nhấp môi đi. Nhấp môi cho mấy anh vui. Ừ. Hai anh em được á. Trước khi kể chuyện vui thì nhấp môi cho mấy anh vui trước. Đúng rồi. Thà uống không được thì cứ nhấp môi. Không ai trách hết. Để anh uống. Có nhấp. Trời ơi! Hả? Hai thằng em! Ôi nhiệt! Dạ thưa! Đụng môi luôn! Dạ thưa hai anh à, tụi em mới nhấp môi thôi đó. Dạ. Nhiệt tình, nhiệt tình. Vui mà mấy anh! Mẹ em! Dạ. Dạ. Mấy anh á, ở đây. Ừ. Đua xe. Dạ. Giờ vô cái quán vui vẻ mấy em kể cái đề tài này về xe. Cho mấy anh nghe vui coi. Có. Quán tiên là quán vui vẻ. Đúng vô rồi. Đây là phải vui vẻ. Dạ. Đây em kể nghe. Về xe phải không? Đúng rồi, về xe. Có liền. Câu chuyện là vậy nè. À, nghe mày được rồi. Chạy kiểu gì kỳ vậy? Trời ơi, gây da gãy chân luôn nè. Trời ơi. Ui da gãy chân luôn nè cha nội. Chạy cái kiểu gì? Hả? Gãy chân tôi rồi. Ui da, trời ơi, gãy chân tôi rồi. Trời ơi, trời ơi, máu. Máu. Máu nhiều quá. Ui da, trời ơi, trời, gãy chân tôi rồi. Sao không, đau không? Ui da. Trời, 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 tôi chút nghe. Gãy chân tôi rồi, trời ơi, trời. Gãy chân tôi rồi. Trời ơi. Ui da. Ui da. Ra. Trời, chào tôi đi, chào tôi đi. Tôi tới liền. Dậu nè, dậu nè. Ui da, gãy chân tôi rồi. Ừ, ông. Ơi, được, từ từ, đừng có la. Ông. Lớn rồi, không có la. Ông thấy được không? Mà la. Gãy chân tôi nè. Cái nè, tôi mua dầu sức cho nè. Cái gì nữa nè, trời nè. Ơi. Dầu cho nè. Ui da, ui da. Ui da. Bớt đau chưa? Bớt đau chưa? Bớt đâu mà bớt. Trời ơi, lớn rồi mà la dữ vậy, như con nít vậy. Rồi da. Ráng chịu đau chút đi. Rét quá. Bớt chưa? Bớt chưa? Bớt đâu mà bớt. Chưa bớt phải không? Trời ơi. Nè, có mua sẵn cho rượu nè. Ui uống, bớt, uống chút rượu cho bớt đau. Uống đi. Uống. Nhiều nữa. Ôi trời ơi. Đó, có chưa? Bớt chưa? Bớt chưa? Thấy đỡ chưa? Thấy chưa? Thấy đỡ rồi phải không? Bác tốt bụng và lịch sự quá. Không có chi. Cảnh sát tới. Ủa? Sao bác không uống với con cho vui? Tao ngu gì tao uống. Một lát cảnh sát tới. Người say xỉn chạy ẩu là mày chứ không phải là tao. Hả? Ui cha đau quá. Ui cha đau quá. Thằng nhóc thua chí ông già luôn. Ông già đụng xe ông đè nó uống rượu uống bia. Nính mày. Mày nghĩ sao hả? Dân đua xe vô đây ăn nhậu mà kể chuyện đụng xe mà mày hả miệng mày cười hả mày? Trời, anh đua xe em mới đi ké thôi. Em nghĩ anh cười được. Là đúng đó, tại vì anh có nón mô tô, anh đâu sợ bị bãi đầu. Thôi, còn anh ngồi trước anh dễ bị nè. Với lại thiệt ra em kể câu chuyện này ra là để mấy anh có kinh nghiệm. Đó, lần sau thì mấy anh đua xe đúng không? Đó, tao nói ở sau xe anh chở hai kết bia, hai kết rượu vô. Tao nói anh đụng đứa nào anh đè ra anh đổ, đè ra anh đổ. Tao nói nó chữa được. Không được em ơi, không được. Anh gì là uống bây giờ tắm luôn anh. Tụi anh kỹ mấy cái chuyện đó hiểu không? Dạ, đó à? Là kỹ, dạ, dạ. Kỹ chứ đụng. Dạ, dạ, đúng rồi. Bây giờ em xin sửa sai.
rút kinh nghiệm. Đổi phục vụ. Dạ, tại đi, ta đua xe cứ chạy chuyện đụng đổi xe. Đổi con Nga nẩu ra nó kể chuyện là hề vui lắm. Không cười phải, vậy. Không con Nga cũng được, miễn thằng nào nó vui vẻ được không? Nhưng, trời ơi. Sao nữa? Ủa sao hai thằng đó qua đổi lại là đổi hả? Dạ anh đâu có gì là bất ngờ anh. Dạ. Nếu anh muốn đổi nữa thì tụi em vô thay đồ. Trời ơi, muốn đổi người khác. Đổi người khác, đúng rồi, người khác. Dạ, thưa anh, cái khu vực này chỉ có hai đứa em thôi. Dạ. Dạ nếu anh muốn qua khu vực khác mà mấy khu vực khác không có bằng vui bằng đây đâu. Dạ. Thôi hai đứa em đi ha. Vui dạ, mấy anh cái tiếp đi. Cái điều sai lầm mấy anh đến đây đó là vô khu vực này. Dạ. Thôi. Khu vực này có hai đứa em phải không? Dạ. Thôi đổi quán khác. Đừng có đổi quán, tôi nói ở quanh đây là không có quán nào hoạt động lại quán em đâu. Dạ. Yên tâm, uống miếng đi nè. Thôi lỡ rồi, uống đi. Thôi, nói gì nói, kể chuyện hề tiếp, phục vụ lại. Cho em góp ý nè, em vô quán ăn vui vẻ đúng không? Hai anh này nè, cười cho em thích. Anh khó nghe chuyện cười mà anh khó quá. Thôi giờ về đi, anh không muốn đụng xe. Anh không muốn gắn liền với xe, thì dòm cho chuyện người đúng người được không? Đúng người, nó. Không có kinh nghiệm. Đây này cho bà coi nè. Bằng chứng nè. Đây là bằng lái xe mà nhà nước đã cấp cho tôi 20 năm rồi. Người không có kinh nghiệm phải là bà. Ai nói với cậu là tôi không có kinh nghiệm hả? Tôi nói bà đó. Cậu có kinh nghiệm đi xe gắn máy 20 năm thì tôi cũng có kinh nghiệm đi bộ 40 năm nay rồi. Bằng chứng đâu? Bằng chứng phải không? Bằng chứng là tôi đã đi mò 100 đôi dép như vậy nè. Mệt mỏi người mày là mày hay mày nó giận rồi mày ơi. Vô cùng vậy chân la gì đây. Thôi ông đích thì đi cũng được. Bye anh. Vậy vui vẻ ha. Vui vẻ ha. Rồi. Bữa khác uống tiếp. Ok. Rồi. Đi đi anh. Để em tính cho. Ê gì mày tính hả? Mày tính nha. Chết cha rồi. Tao liệu. Anh ơi. Anh ơi. Quay lại trả tiền đi anh ơi. Anh ơi. Sao anh ơi. Vô tính tiền cho anh ơi. Tao nghi lắm nè. Hồi sáng tao có điềm rồi. Thế nào cũng rửa chén một năm. Ê. Lan. Trời ơi. Gì vậy? Bà làm gì lâu quá. Tôi chờ cả tiếng hồ á. Trời ơi gì trời. Tao ở nhà kì đi ngang không chịu hú người ta vậy trơn trời à. Thôi. Ba bà ổng dòm ngó nhột quá. Gì đâu nhột. Trời ơi, cái trò chơi số đề là một cái trò chơi kỹ thuật số phải không? Có nói chung là giải trí lành mạnh thôi. Có gì đâu trời. Thí dụ như mình trích ra một cái tiền đi chợ đó mà mình đánh đề. Vậy mà cũng lên án mình hoài à. Ờ ha, nghĩ cũng lạ. Mấy ông chồng của mình á, bài ra nhậu nhẹ còn tốn tiền nhiều hơn mình á. Vậy mà không ai lên án hết. Bất công dễ sợ luôn á. Đó, bây giờ bà biết không, chơi đề là hên xui đúng không? Mà tôi nghĩ chắc xui nhiều hơn hả bà? Không, tôi nghĩ á, nếu mà mình có cơ sở vững chắc á, là hên nhiều hơn xui. Bà nói sao tôi không hiểu. Cơ sở vững chắc là sao ta? Là sao? Là cái cách nào ta? Trời ơi bà phải giải thích chứ trời tôi không hiểu gì hết trơn. Có liền đây. Ủa cưng. Muốn kiếm cách chứ gì. Sao cưng sao? Á gì? Đụng hàng. Áo màu tím, vỏ màu đỏ hoặc màu vàng. Đẹp không? Đừng nói tôi đi coi bói nha. Cạnh tranh với tôi hả? Có đâu. Chị đâu có nghề đó đâu. Hai chị em mình mà đi coi bói á. Cái người ta nói ô kìa hay bị đi thái. sao giờ có chuyện gì nói đại coi gì không coi. Nói chung là ê mày nói coi bó tao mới nhớ giờ mày còn coi bó dạo không. Đang vui tự nhiên nhắc đến cái chuyện coi bó dạo cái xúc động. Sao vậy rảnh. Hai chị có rảnh không bây giờ? Rảnh nè. Nói đi nếu rảnh ở đây nghe em trút cạn nỗi lòng của em. Bây giờ cái lòng của em giờ nó rối như tơ giò, nó rối beng mà nếu mà không giải thích là nó thành rối nùi luôn. Rồi nói đi là gì nè. Có một lần á em đi ngang cái miếu mà miếu ba cô á. Cái tự nhiên có một cái luồng khí lạnh nó xông vào em. Nó xông thẳng vô em. Nó xông lên. Ủa nó xông lên cái mày chột bụng hả? Sao mày nhảy dữ vậy? Không có. Trời người ta đang nói cái chuyện mà linh thần thánh mà tự nhiên chị chen vô làm mất cảm hứng quá. Ý em nói là nó xông vô cái em chống đỡ chứ bộ. Em chống cái em chống rồi cái em xỉu.
Trời ơi, lãng nhách à. Xỉu gì ai xỉu không được, mày giờ ta xỉu không được vậy? À là bộ xỉu thôi, trời có gì đâu. Lãng vậy cũng... Hay cái bà này. Đau mày à, mỗi người có một cách xỉu khác nhau đúng không? À, chị xỉu là chị xỉu, còn em á, mỗi lần chị xỉu chị tỉnh dậy chị la à, chị la là à, bớ người ta sợ quá sợ ra chị bỏ chị chạy đúng không? À, còn em mỗi lần em xỉu cái em xỉu cái xong cái lúc mà em tỉnh dậy á, cái có nguyên một cái luồng sáng, một luồng sáng nó xông vô đầu em. Ờ, nó xong cái nó chạy qua bên này, cái nó chạy qua bên kia, nó xoay, nó xoay, nó xoay, nó xoay, nó xoay, cái tự nhiên lúc đó cái em nhìn lại, em thấy được quá khứ vị lai của người khác luôn. Rồi, bị sét đánh, nó bị sét đánh. Không, từ lúc mà sau cái vụ em xỉu á, cái em tỉnh dậy cái em thấy được quá khứ vị lai của người ta. Cái từ lúc đó cái em có cái nghề coi bói dạo. Chị tâm phào không? Chị biết cái miếu bà cô đó đâu không? Ở đâu ạ? À, cái miếu bà cô xóm dưới phải không? Thì đúng rồi, từ lúc đó em mới nhìn thấy được quá khứ vị lai rồi em đi coi bói dạo rồi để em giúp đời mà giờ bị mang tiếng nhiều quá. Phải rồi, quá khứ cái gì quá khứ? Mày chơi tầm bậy tầm bạ không ở đó mà quá khứ. Cái gì tầm bậy? Bà cũng nghe lời nó. Đợt trước bà đánh số gì đó mà nghe lời nó đó, thua chật lất đó. Mày nhớ đợt trước mày cho tao không? Mày cho tao số 11. Đúng con không? 11 là con chó rồi tao cũng đưa cho tiền công cho mày là 20.000. Cái chiều nó sổ con mèo 14 đó, thua hết trơn à. Cũng mày không chứ ai? Sở dĩ mà hai chị đánh chật á là do hai chị chưa hiểu được cái sự gọi là nhiệm màu của con số thôi. Nhiệm màu nó là sao? Từ từ bình tĩnh nghe em giải thích nè. Bây giờ nhà chị có nuôi con chó đúng không? Đúng rồi. Mà con chó nhà chị là cắn lộn, thường cắn lộn với con gì? Con mèo. Đó, đúng rồi, hai con đậu hạp. Thì đúng rồi, con mèo đó là đánh con mèo. À, cái gì kia? À, có nghĩa là cho con chó nhưng mà cắn lộn với con mèo, thối thân ra con mèo. Trời, mày ngộ quá, mày cho tao rõ ràng con chó rồi chiều sổ con mèo, giờ mày nói ngược lại là sao mày? Có người của mày bởi vì tao thứ bóng gió tao cái... À, xin lỗi mày nha. Bây giờ không phải chuyện của mã không nữa, chuyện của tao cũng vậy nè. Bữa trước mày cho tao con số mấy không? Số 9, đúng không? Đúng rồi, số 9. Ờ, rồi tao cũng đánh số 9 hết gần cả 100.000, tao thua sặc máu luôn vậy đó. Chiều đó sổ số mấy? 18. Thì đó, giờ hỏi chị nè, người của chị gấp mấy lần người ta? Thì gấp đôi. Thì gấp đôi có nghĩa gấp 2, 9 x 2 phải 18 không? Trời ơi, không biết cái sâu xa, cái linh nghiệm gì, của cái màu nhiệm gì của con số người ta. Nó nói cũng có lý. Mọi nó nói là phải suy nghĩ đại. Phải có lý á. Đề là mình phải bàn là phải bàn tới. Thôi. Đó, đúng rồi, thôi xin lỗi mày nha. Bây giờ bỏ chuyện đó đi. Nhắc lại cái vụ mà coi bói á, bây giờ mới trút càng nỗi lòng nè. Sao? Từ nay không có coi bói nữa. Chứ làm gì? Chứ làm gì? Cái quần sáng linh nghiệm đó vẫn trong đầu. Mình chuyển qua một cái lĩnh vực khoa học khác. Nó mang máng nhưng mà nó na ná, nhưng mà nó hơi xa chút, nó khác chút vậy thôi. Khác là khác. Là gì? Là lĩnh vực gì? Cái đó là lĩnh vực gọi là cầu cơ. Ê, tôi nghe nói cầu cơ là mình người sống nói chuyện được với lại cái linh hồn người chết phải không? Chính xác là ở chỗ đó đó. Có nghĩa cầu cơ là gì? Cầu cơ là một cái phương pháp khoa học để giúp cái người mà người đang sống á tâm sự gần gũi được với cái người chết. Vậy hả? Trời ơi, mà nói chuyện với người chết hả? Ừ, vậy hả? Sợ quá mời. Muốn lấy số đề linh phải không? Nghe nói nè, theo tôi biết đó nha, hồi tối nay nè, có một thằng xì ke nó tự tử tại miếu bà cô á. Trời ơi, ghê quá vậy. Ghê vậy. Trời ơi. Nó tự tử hình như là vào giờ thìn á nha. Giờ thìn hả? Trời ơi. Bây giờ là đi không? Đi không? Đi mà. Đi nếu mà thống nhất ý kiến á là 6 giờ chiều nay có mặt ở đó nha. Rồi. Không gặp không về. Ghê quá mẹ ơi. Âm mưu quá. Sợ miếu quá. Miếu thì phải âm mưu chứ. Thôi ráng chút xíu đi. Mình lấy xong cái số này rồi mình đi về, không bao giờ léo hánh tới đây nữa đâu. Đợt này tao bụp một cú ngoạn mục luôn. Tao vét hết tiền nhà tao chơi. Kỳ này chắc chắn là trúng á, mà trúng hả? Đưa chồng đi trị bệnh. Ủa, chồng mày bị bệnh gì vậy? Ổng bị phong tháp. Hả? Ừ. Còn mày sao? Ba tao bị đau khớp. Vậy hả? Ổng đưa tiền tao mua cái máy massage cầm tay cho ổng á, mà chiều nay là tao quyết định mà tao lấy số này xong tao quất một cái luôn ha. Rồi xong rồi tao lấy cái tiền á mà tao trúng á, tao mua nguyên cái ghế massage cho ba tao luôn. Hay vậy đó cho nó đã nha. Mày mua cái máy 85 triệu ngồi đã lắm, ngồi sướng. Vậy hả? Trời đất ơi, sao cái thằng quỷ này giờ này nó hẹn mình giờ này em thấy đâu vậy trời. Trời ơi, vứt cái gì kìa. Cái cục gì mà đổ quét rồi à. Ghê quá à. Trời ơi, vậy bằng sao nó lấy cái xác xì ke để em đi rồi. Để tao coi coi. Ghê quá. Ai, trời con quỷ xứ. Tao quỷ, tao đạp mày bây giờ. Đi, con đi. Ai, tao đạp mày bây giờ. À, con xin lỗi. Con không dám rờ xác. Trời ơi. Quỷ nhỏ. Trời đất ơi, hai bà nội. Làm hết hồn à. Biết sao không? Nãy giờ ngồi chờ hai bà muốn chết lâu, người ta mệt mỏi rồi gió vô hiu hiu trùm cái mền, ai về ngủ luôn. Quỷ vô làm hết hồn hết vía. Giờ này chạng vạng mày ngủ không bà không giải đè mày chết luôn. Mặt trời nó đè đó. Nói chung là bây giờ hai người là xong xuôi chưa? Thành tâm không? Xong rồi. Lấy nè, mỗi người lấy cái tay của mình á, lấy cái tay của mình đặt lên cái miếng xương nè.
báo cho biết đây là cái xương người đó nha. Trời ơi, cái xương người ở đâu trong đó trời ơi. Cái chuyện mà rùng rợn không vậy trời, nghĩ sao được. Mà lấy đâu ra cái xương người vậy? Xương chó, xương mèo không có lên. À, cái miếng xương người này tôi phải qua bên Campuchia tôi xin về đó. Cái hài cốt này linh thiêng lắm đó má. Trời ơi, xương người của mày á. Trời ơi. Tôi tưởng đâu mày lấy miếng của mày ra. Trời ơi, giờ phải dịnh vô nó hả bà? Miệng ăn dở ăn quải nó tầm bậy tầm bạ không? Vậy phải dịnh vô trong này giờ hả? Giờ nè, hai người đặt hai ngón tay của mình lên đây ha. Rồi thành tâm cầu đi. Cầu tôi cũng đặt lên đây luôn. Ba đứa mình cầu miệng cái miếng xương này nó chạy đến con số nào là hiện lên con số đó để hai bà đánh, hiểu chưa? Trời đất ơi. Để đi. Có sao đâu, có sao không sao vậy mày vui vậy vui đó, để đi đó, đó, đó. Thích cái gì đó đâu có sao đâu. La lên bà Hải ồn ào người ta về giật chết bây giờ. Trời ơi, cô dễ Hải vậy. Dạ. Bây giờ nè thành tâm đi, chắp tay lại thành tâm chưa. Rồi 1 2 3 bỏ tay xuống nè đó, thấy chưa. Rồi bây giờ cầu nha. Số 7 số đầu là số 7. Số đầu số 7 có nghĩa là hồn ma bóng quế, mê thuộc xì ke, kết lũ kết bè. Tối ngày mà hút chết, chết không kịp ngáp. Một số mà nạp ngay, tao cúng một liều. Mau mau mà kéo trễ, kéo trễ cái mà kéo trễ. Đó, vô số 7 rồi. 7 rồi đó, giờ số 7 rồi. Số 7 rồi, lẹ đi. Số đầu là số 7 đúng không? Số 7 ha. Còn rồi, số rồi. Nữa. Số đuôi đi, số đuôi đi. Đây nè. Để ngay chính giữa nha. Rồi, thành tâm. Rồi, để tay vô. Trời, nó quay kìa ông nội ơi. Nó ghê quá. Số 3 có nghĩa là 73. 73 có nghĩa là má ơi đừng gả con xa, chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu. Má ơi đừng gả con gần, con qua xúc gạo nhiều lần má la. 73 73 là con số gì ra con mấy gì ra con. Thôi, thôi được rồi. Bà này thiệt có số rồi bà đọc hoài à. Phải đọc mới linh thiêng hiểu không? Phải đọc là tiếng của mình âm vang, âm vang tới các vong hồn người ta mới chứng kiến. Bà đánh hết đi bao nguyên lô luôn đi. Bây giờ có nghe hai bà đi về là đi ghi số liền đúng đi không? Đi ghi liền cái trễ giờ đi. Sau này không biết người ta Kim luôn làm nghề gì hả? Nghề gì? Đây nè. Hai bà chị muốn đánh số nào? Trời nó ghi luôn cho. Trời ơi hèn gì. Ừ, ghi đề luôn hả? Ghi luôn chứ. Thôi được rồi, ghi đi, ghi nhanh đi về để kỳ không kịp giờ mày. Rồi bao lô. Chúc may mắn nha. Cảm ơn tôi nha. Chiều nay trúng đậm á. Cảm ơn bà. Ê, cho tôi xin miếng xương này nha, là về lấy hơn. Cái này là tôi ghi á là hai đài Vĩnh Long với Sông Bé. Cảm ơn. Còn đài Hà Nội đánh luôn không? Hả? Ngồi xuống. Dạ. Tôi nói hoài mà không nghe. Cờ bạc là bác thằng Bần. Mấy người cứ đè đầu thằng Bần đã kêu bằng bác hoài. Có thấy ai mà cờ bạc mà nên thân nên hình gì không? Toàn là bán nhà bán cửa không à. Tôi nói hoài mà không nghe. Cứ cãi tôi. Cứ thậm thuộc bàn giấc mơ này giấc mơ nọ. Con này con kia ra ngoài đường đạp con kiến cũng biên đề nữa. Mở tủ bếp ra thấy con gián cũng biên đề. Rốt cuộc mấy người biên đề được nên thân không? Có làm giàu không? Hay là làm giàu cho mấy người tàu đề? Dạ thưa ba, con trân trọng báo cho ba tin là con không phải là nằm giấc mơ gì đó, mà con làm chỉ dựa vào một khoa học tiên tiến của nó thôi. Dạ. Dựa vào khoa học tiên tiến? Dạ dạ, con xin xác nhận đó bác ba. Đây là một nền khoa học tiên tiến mà chưa được khám phá. Đâu khám phá làm sao? Nói tôi nghe khoa học gì, nói tôi nghe coi. Khoa học cầu cơ. Cầu? Dạ. Dạ cầu cơ trong miếu ba cô. Cô cho một số đánh vô hết tiền rồi. Cầu cơ trong miếu ba cô cho một số đánh vô hết tiền? Dạ. Hết tiền cũng nhào vô miếu ba cô hả? Đánh đi đánh đề riết là thành bây giờ có miếu hai cô bây giờ đây nè. Trời ơi, mày có trùng mà. Trùng trùng cái gì? Thôi dạ. Bây giờ không có nói nhiều nữa. Cái máy massage là massage thôi coi. Tôi mệt lắm rồi. Máy massage của ba đã đi về nơi spa rồi. Đi về nơi xa là cô á. Dạ. Đi về nơi spa, tiền bay spa nơi miếu ba cô. Trời đất quỷ thần ơi. Ba cô. Cái máy massage tao. Dạ. Mày tao đang xài mày đưa cho ba cô xài. Dạ ba cô giữ á, còn cái tiền thuốc của chồng con ba cô cũng giữ luôn rồi. Giờ con không dám về nhà. Tao còn khỏe mạnh tao đứng về tao đập hai đứa bay liền. Ba ơi giờ con không về nhà đâu, con ở bên này luôn. Giờ chồng chi? Con nó bập con sao? Mày sợ chồng mày thì mày đừng biến đi. Đồ quỷ. Thôi, chồng mày tới rồi kìa. Dạ thưa ba con mới về. Đó, ba ra ngoài giường mà nằm như vậy cho nó thoải mái, nó khỏe. Đừng ở nhà chứ nó tù túng. Mày không về chắc tao cũng chấp chết rồi đó. Ủa sao bữa nay tự nhiên đông đủ có chị Lan đi nữa nè. Dạ chào anh. Ừ, ba ơi. Gì? Ở ngoài kia thấy người ta đồn rần rần cái thằng Sáu Ẹo ba cái vụ thầu đề gì, bị bắt rồi. Trời ơi, bị bắt rồi. Trời ơi, cái thằng đó bị bắt mà khóc cái gì.
thiệt tình không biết ai mà đi ngu dại mà đi tin cái thằng đó. Thằng sao ẹo này trong xóm này nó lừa gạt người ta rồi nó thầu đề. Ở xóm này ai cũng hiểu hết á, mà chỉ có hai người không hiểu. Ba đừng nói là có vợ con trong đó nghe ba. Con vợ mày là đầu chánh, cái đó là con Lan, là con đầu phụ. Trời, hai đứa biên đề cho con Sáu ẹo. Ba ơi, tiền mua thuốc của chồng con rồi đi theo Sáu ẹo luôn rồi hả? Tụi bay không phải nạn nhân đâu, nạn nhân là ba này Tài. Ủa sao ba là nạn nhân nữa? Tiền ba gửi cho vợ con đi mua máy bát xa, nó thấy Sáu ẹo dễ thương quá, nó trao cho Sáu ẹo hết. Trời ơi, tôi bị khớp bị xương mà sao nó ác với tôi đó, bị khớp. Chị Lan bị khớp rồi số 3 đó, tại số khớp là nó nằm như này. Trời ơi, nghe cái mổ lại. Ê, tao bị khớp tao cũng đang tao đá mày nữa. Trời ơi, tôi bệnh mà nó cũng bàn đề nữa. Tôi nói trước nha, lần này mà không bỏ nha, mà qua cái vụ tai nạn nó mà không là cái gương để cho bà bỏ nha, là tôi con cũng xin phép ba nha. Hả? Là con cũng được chia tay với đừng có chia tay. Vừa phải thôi. Bỏ anh, tụi em xin hứa bỏ anh. Nhưng con mà đừng có chia tay với vợ con, làm sao mà chia nợ với nó đang nợ dữ lắm đó con chia đi. Bây giờ vậy ba ơi, con thì làm nghề của con là lo nấu nướng rồi đem những cái món ngon, những cái món có vị thuốc để giúp người ta, thì bây giờ con chợt tìm được cái món mà có thể giúp cho cái bệnh xương khớp của ba. Ủa? Và đồng thời là cái vụ mà gì phong thấp của chồng phong em, thấp của món, chồng chị Lan món đó. Món gì vậy anh? À, món này là món là đảng sâm hấp cá trê. Đảng sâm hấp cá trê. Dạ. Anh Tài dễ làm không, chỉ em với? Chỉ chị Lan. Thì dễ thì cũng dễ, nhưng mà cái món này nó cũng hơi rắc rối, nó nhiều cái vị lắm. Cho nên đây giấy đây, viết đây. Làm gì anh ghi vậy? Tôi đọc cho ghi lại. Dạ. Đọc theo ấy. Rồi cảm ơn ghi, anh. Ghi lại nha. Dạ. À, cái món này dễ lắm. Chỉ rồi. Đi mua cá trê khoảng 300g, đảng sâm 15g, đương quy 10g, thịt đùi heo 50g, rượu 30g, hạt tiêu bột 2g, muối 5g, nước luộc gà vừa đủ. Tới đó chưa? Dạ, rồi xong. Cá trê mổ ra bỏ ruột rửa sạch, bỏ đầu đuôi cắt khúc, chân giò nướng lên chặt khúc, cho vào nồi ướp với một nửa lượng hành gừng rượu, rồi đổ nước đun sôi. Đem cá đã làm xong trần qua nước sôi, cho vào tô, để thịt đùi với đảng sâm, đương quy và lượng gừng hành tiêu rượu còn lại cùng với nước gà luộc, một chút xíu muối, rồi đậy lại, bịt kín lại, hấp cách thủy khoảng 1 giờ trước khi ăn, cho chút xíu bột ngọt. Ngon quá à. Trời ơi. Để con đi nấu cho ba ăn. Anh sẵn anh nấu nhiều á, cái anh cho em tô, em bưng về cho ông xã em ăn chuộc tội chứ em đánh đề hết tiền rồi, không có tiền mua. Nhớ nghe, cho ông xã ăn chứ không phải ăn hết luôn đó nghe. Để mà lấy sức mà đánh đề đó. Con nhớ nấu lẹ lẹ cho tí ăn có sức, cho tí khỏe thì quánh nhỏ này nè. Thôi ba nghĩ cho khỏe ha. Để con ra sao con ấy con lo làm ấy. Bà đó, bà liệu bà đó nghe. Nhớ em nhiều, anh muốn nói chi nhiều cũng thế thôi. Người yêu ơi, anh luôn nhớ em ngày đêm mong nhớ, cùng em đi xuống con đường. Alo, tôi nè ông Vũ. Hôm bữa ông hứa là chỉ cho tôi ở nhà cô Dần có cầu viên đó. Thôi được rồi nha, bây giờ nha, tôi qua nhà cha chỉ tôi nha. Ha. Rồi, qua liền. Hiền. Gì vậy? Chuyến này tôi qua nhà cô Dần, tôi ghi âm lại lời cổ lên đồng. Em còn chối cãi với tôi là em lén phén chát chít với thằng ta nữa không? Anh Tùng. Anh Tùng. Trời ơi, quán xa không lo. Không lo đi đâu gì ta? Rồi còn hát nữa. Ông này sao á? Nam mô Di Đà Phật. Con lại tứ phương tám hướng, con lại chính phương trời mười phương Phật. Con cầu xin ngũ vị thần tài, con cầu xin thiên lôi thiên tướng, cầu xin âm binh thần tướng, con cầu xin mẹ Đức Chúa Trời, cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạ con cầu xin thập vị tướng quân,
cô phù hộ độ trì cho con để mà hôm nay con coi được cái thân chủ con những điều cần biết. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tên gì? Trời ngủ hoài vậy. Nguyễn Văn Tùng. Dạ Nguyễn Văn Tùng. Sinh ngày ngày gì nay sinh ngày tháng năm sinh mà lên. 28 tháng 3 năm 1983. 28 tháng 3 năm 1983. Dạ. Còn tên phu thê? Dạ con chưa có vợ. Dạ chưa vợ. Nhưng có người yêu không? Dạ có người yêu. Trời ơi thì nói đại đi, nhắc ngứa hoài. Dạ Nguyễn Thị Hiền. Dạ người yêu tên Nguyễn Thị Hiền. Ngày tháng năm sinh. Dạ ngày 25 tháng 7 năm 1985. Dạ 25 tháng 7 năm 1985. Tại Hóc. Hóc gì? À Hóc Môn. À Hóc Môn. Dạ tại Hóc Môn. Xin cho con, con xuống để con coi thử coi vì sao mà gia đạo lục đục, hai người cắn đắng hoài. Cô ơi sao con coi đúng quá vậy cô? Trời ơi, cô bị gì vậy cô? Hồn cô sát tiên nữ. Giờ giúp đỡ cho con, giờ chuyện tình duyên con éo le lắm rồi. Giờ giúp đỡ cho con. Phiền quá. Dạ, con muốn hỏi chuyện của bạn gái con đó, tên là Nguyễn Thị Hiền. Không hiểu vì sao á, rồi giận con, rồi trách chít với người đàn ông á. Rồi con biết được, trong khi đó con làm lụng vất vả. Rồi con biết được con giận quá, con giả chạc chạc hai cái. Giận con luôn. Trời ơi, đàn ông gì mà vũ phu quá à. Trời ơi, đánh đàn bà không được đánh bằng một canh hoa nữa, mà giả người ta chát chát vậy đó. Thí dụ như bây giờ tôi giả lại sao? Tự nhiên giả đàn bà vậy mà chịu được hả? Dạ, con biết lỗi con rồi. Rồi bây giờ cái người nữ đó vẫn thương yêu nam nhiều lắm á, biết không? Vậy hả? Mà con bực cái là bạn gái con chat với cái người nào mà ở đâu Hà Nội Hải Phòng á. Dạ bây giờ sao? Để ta coi coi cái người nam đó với người nữ này có tình ý gì với nhau không nha. Dạ dạ. Hai người này đó, người nữ buồn người nam, cái người nữ chát chít để mà cho vui thôi à. Chứ người nữ này không có thương gì người nam đó hết. Vậy hả? Trời ơi con mừng quá. Dạ trăm lại ngàn lại. Dạ. Nhưng mà nam á phải hiền dịu tánh tình lại, không có đánh nữ đó nữa à. Dạ dạ con biết rồi. Đánh nữ đó ta biết được á, ta đánh nhiều hơn nữa. Dạ đó. Dạ dạ dạ. Vậy bây giờ nam còn hỏi gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi hả? Dạ. Hết rồi thì ta thăng nha. Dạ. Ta đi chơi với bạn bè đang chờ ta kia. Cô Dần. Phải cô Dần không? Cô Dần nè. Trời ơi, cô lên đồng cô nói đúng quá. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, cô mà hồi nãy ai lên vậy? Trời ơi, cô nhiều người lên lắm, cô không biết hồi nãy ai lên vậy. Dạ như là tiên nữ hay tiên đồng ngọc nữ gì đó. Ồ, vậy hả? Dạ. Rồi, như vậy là ngọc nữ đó. Vậy hả cô? Ừ, nhưng mà ai mà giới thiệu con lại đây rồi, con biết cô mà con lại. Dạ, bạn con Vũ nó sống gần nhà cô nè. Rồi nó biết cô lên đồng, rồi cái nó chỉ con tới đây nhờ cô giúp đó. À, Vũ mà nó trạc trạc bằng tuổi con phải không? Dạ đúng rồi. À, cô biết rồi. Trời ơi, nó có chuyện gì lạ lợi đây hoài hả? Dạ thôi, bây giờ con có chuyện con phải đi rồi. À, dạ, vậy hả? Bữa khác con tới con gặp cô nha. Ừ, rồi, dạ, có chuyện nữa. Gì á thì cứ lại đây. Dạ. Con giúp cho nha. Dạ, dạ, con chào cô, con đi. Dạ. Trời ơi, tôi không biết mọi người có tin hay không nha. Bữa đó đó cô Dần cô nói chính xác đến 99.9% luôn đó. Ồ vậy hả? Ừ. Trời ơi tôi lén tôi ghi âm lại cho Hiền nghe nè. Mà tôi sợ trong lòng cứ nôm nớp, tôi lo sợ là cổ mất thiên, cổ lên đồng không được nữa. Không có đâu. Nè sao nghe em? Xong chưa? Xong chưa? Sao? Sao rồi? Cô nói đúng không?
không hiểu mấy người luôn á, thiệt luôn á. Sao vậy? Trời ơi, mấy người đang sống thế kỷ nào? Thế kỷ 21 rồi. Công nghệ thông tin, trời ơi, internet nha, đường truyền nó còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng nữa. Mà nghĩ sao còn nghe lời ba những nhảm nhí này ghê. Trời ơi, đầu óc mấy người này ha, sống trong thế kỷ 21 mà đầu óc tư tưởng đang ở thời tiền sử nè. Trời ơi, không, tối trời. Tâm. Hay quá. Hay quá ha. Hên xui thôi. Ừ. Tin hay không á là tùy mấy người. Đúng rồi. Tôi nhưng tin không? Tin chứ. Tin phải không? Ừ. Nếu tin kể tiếp cho nghe nè. Biết hồi xưa bà làm gì không? Bà làm gì? Bà làm ghê lắm á nha. Trời ơi, đại đi. Bà bán thịt heo. Trời ơi, bán cả hổ cố rồi. Trời đất ơi, chưa có hết đâu, làm gì từ từ. Sao? Bán thịt heo ngoài chợ á. Bữa đó nhà bà có con heo nọc nó sổng chuồng ra, hiểu không? Đó, xong bà chạy theo, bà chạy theo bà bắt con heo nọc. Mới vừa chụp con heo nọc, con heo nọc nó chạy qua chỗ khác. Rồi bà té vô cái am. Cái am thờ sau nhà bà đó. Cái đầu bà đập vô cái lương. Trời ơi, bà đập vô cái đầu cổ. Bà không có xỉu. Rồi sao? Bà tỉnh dậy, bà lấy nguyên cái lư hương, bà đập xuống đất luôn. Phá nát cái lư hương đó luôn. Trời ơi, bà vậy? Bà giận mà, bà giận làm tổn thương đầu bà. Rồi biết sao không? Lúc đó khi bà đập cái lư hương xong nghe, tôi nói ha, trời đất, bà bệnh cả tháng trời luôn. Bà bệnh gì hả? Bị quở đó, Bà bị cả tháng trời luôn nha. Không ăn, không uống, tháng trời. Bởi vậy mới nói người cõi trên mà. Đó, đến khi mà sau một tháng đó, rồi cô nó nhảm không? Nó nhảm mà nó tiếng nít không à. Nó nít 3 tuổi nói hoài. Rồi bả nhiêu tuổi? Bả 50. Trời ơi, 50 mà nó tiếng 3 tuổi. 3 tuổi mà cứ đòi sữa mâm uống sữa hoài vậy đó. Trời đó, đó, đó uống sữa. Chắc mặt kỳ lắm ha. Đó, rồi nó nhảm rồi nó tùm lum hết trơn trời á. Rồi xong mà tự nhiên bắt dông được hay sao, coi bói được hay sao đó. Tiếng lành đồn xa. Hiểu không? Rồi xong cái dân người ta kéo tới, người ta tin tưởng bả. Đó, bà coi càng ngày càng đông luôn. Nhưng mà không hiểu sao nghe, từ ngày bà coi bói xong á, chồng bà bỏ bà đi luôn vậy đó. Trời ơi. Còn mấy đứa con nó ganh tị với bà làm sao á. Nó quạnh quậy quậy mà banh ta lông luôn á. Thì nghĩ sao, 50 tuổi nó tiếng nít ai chịu nổi. Đó, ganh tị với bà đó. Tự nhiên con mà kêu mẹ kêu chợ ách trăm mâm nè. Đó, cứ vậy đó. Sao được. Nhưng mà được cái là bà coi đúng. Bà coi đúng lắm. Vậy hả? Cái này tôi kêu là được cái này mất cái kia đó. Được cái này mất cái kia đó, thì ghê lắm. Thôi đi. Anh chị biết sao không? Anh Vũ nói á, anh chị không có tin đâu. Nhưng phải tin em nè. Hôm bữa em cũng có đi coi. Trời ơi, bà cũng đi. Em cũng đi nữa nghe. Em phải kiểm chứng chứ. Em đi coi, lúc đầu bà ngồi bà nói em đâu có tin đâu. Em nói là bà nói xạo không à. Về nằm gác tay lên trán nè suy nghĩ. Em mới thấy hả? Trời, bà nói đúng quá. Mà hai người coi á hả? Rồi kể cho tụi tôi nghe đi. Ok. Để tôi kể cho mọi người nghe. Buồn quá. Dạ. Xin thông cảm. Tụi con lỡ tới đây rồi. Thôi giờ cho tụi con hỏi là tụi con có đám cưới được với nhau mà. Cưới hả? Dạ. Ba ngày nay á, nhà của Nam này nè, nhiều chuyện rắc rối buồn phiền xảy ra lắm á. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, sao cô biết hay vậy? Dạ đúng. Cô biết hay vậy cô? Ta còn biết á, là cái chuyện cưới xin này đó là đã tính cách đây mấy năm rồi đó. Nhưng mà không hiểu tại sao á, người ta nghe cái người ta bàn ra tán vào nói nhiều thiệt nhiều ha. Rồi nói là người nữ này nè là tuổi con cọp, còn nam á là tuổi con heo. Mà con heo á sẽ giật con cọp chết tươi luôn. Cho nên ba má người nam này á không có chịu cưới nữa đâu. Dạ. Cái chuyện này cũng vì cái chuyện này mà tụi con rối trí quá. Cô ơi, cô có thể nào giúp được tụi con không? Đúng rồi, giúp đỡ à? Dạ. Thì đắt tiền đi. Dạ. Muốn kẹo ăn. Dạ. Dạ đây. Dạ đây. Biết sao không? Dạ. Ta nói cho nghe, gia đình của cô này đó đang tính ép gả cô cho một người khác mà không phải một người đâu nha. Nhiều nam thương người nữ này lắm đó.
Má con đang định ép gả con đó cô. Có cách gì không cô? Nhưng mà nói vậy thôi. Chứ má của nữ thương nữ lắm mà, không có ép gả đâu. Có thiệt vậy không cô? Nếu mà vậy á thì con mừng lắm đó cô. Dạ. Thiệt mà, má nữ thương lắm. Nói thôi chứ không có gả. Nhưng mà ăn thua ở Nam đó nha. Nam mà không về nói ba má cưới nữ này đó là người khác á, cưới liền á. Dạ, con biết rồi, con sẽ về. Nhưng con nói ba má con liền. Hối hận không kịp. Dạ, con biết rồi. Dạ, con biết rồi, con cảm ơn lời chỉ dẫn của cô. Dạ. Nam với nữ này con muốn hỏi ta điều gì không vậy? Dạ hết rồi. Dạ. Nếu mà hết rồi đó thì về cưới liền đi nha. Dạ. Ta bây giờ ta sẽ thăng đây. Dạ. Đó, tin chưa? Tôi còn tin đó nghe. Sao cô dần coi đó là coi như là tôi với Mai càng ngày tình cảm càng thấm thiết với nhau đó. Ừ, rồi. Mặn nồng luôn á. Ê, khoan. Nhìn mặt của ông tôi thấy gian gian trong này. Gian gì ông nội? Cô dần, cổ đã được ông xi nhan trước rồi phải không? Làm gì có. Sao ông biết chuyện của Mai rồi biết chuyện của hai tụi tôi nữa? Thề ông luôn. Khai thiệt đi. Thề luôn, không bao giờ tôi làm cái chuyện đó đó. Ai đâu mà rảnh rang. Tôi, mà tự nhiên tôi phải đi khai với cô Năm là cái chuyện mà năm nay tôi xui xẻo làm sao trời. Tiêu rồi, lộ em ơi, trời. Đúng rồi. Năm nay ông là kỵ nè, sao la hầu đúng không? Ừ. Nè, cẩn thận mọi chuyện nha. Sao la hầu xui lắm á. Nè. Xui gì? Ăn cơm á, ăn cá có chừng bị mắc xương. Uống nước có chừng bị sặc á nghe. Đi đường có chừng bị lủng bánh xe. Trời mưa không có lên mặc đồ sáng ra đường nha. Sao vậy? Sình văn dơ lắm. Vô duyên. Rảnh đi, bữa nào dẫn lên cô dần cho cô dần của coi. Ủa coi ngày nào lấy được chồng ha. Ủa nó tôi á hả? Kỳ vậy, tôi gọi là người yêu của nhau mà coi vậy chứ ai chồng. Kỳ cục vậy ấy trù ta hả? Không có trù. Về sao anh em mà về mày tao từ lưa hết. Trời, cái mặt xinh đẹp về mà ra đường nó bầm vậy cho chị vui lắm. Nó có vợ nhỏ, cái vợ nhỏ nó tới nó gạch mặt nó tao tao xịt vậy. Nó làm gì hả? Em yên tâm. Tự nhiên nói tôi là sao? Thì đâu khuyên thôi mà làm gì ghê vậy? Ra đừng có trù tụi tôi nha. Đâu gì đâu trù, khuyên mà. Không nghe ta nói hả? Cười người hôm trước hôm sau người cười. Trời ơi. Ủa, cô giận. Ai giận cô mà cô tơi tả vậy cô? Ai dám giận cô? Cô không giận họ thôi chứ sao họ dám giận cô? Cô mà giận ta chắc tan xương nát thịt quá. Trời ơi. Hôm nay cô tới đây là để thú tội với mấy con. Ủa, là sao cô? Ủa, cô có tội gì đâu sao cô? Mà cô thú. Bao nhiêu lâu nay á, mỗi lần tụi con tới coi, cô về á, cô cảm thấy cô rai rứt với mấy lời nói của cô lắm. Nhưng mà cô thấy cái nghề này nó nhàn hạ, mà nó lại có nhiều tiền. Cho nên thôi cô cứ làm hoài. Nhưng mà hôm nay cô dứt khoát rồi. Cô dứt khoát, cô giải nghệ cái nghề đồng bóng cô không làm nó nữa đâu. Rồi cô giải nghệ rồi cô làm nghề gì? Trở lại nghề cũ thôi. Nghề gì? Là nghề gì cô? Bán thịt heo. Thôi cô về. Cô. Cô ơi. Trời ơi cô khóc nữa rồi kìa. Kéo cô vô đây cô. Cô ơi. Cô vô đây cô ngồi cô bình tĩnh đi. Sao vậy cô? Chồng cô quen thói mèo mã gà đồng, bỏ cô đi theo cô khác rồi. Trời ơi thì đúng rồi, thì tại vì cô lo là lên đồng lên cốt đó, cho nên bỏ bê ổng tức ổng phải đi thôi chứ sao. Con nói con nghe nè, cô lên đồng á, cô coi được số của mọi người, sao cô không coi được số của mình vậy cô? Đúng rồi. Biết rồi còn hỏi. Thôi con nghĩ vậy nè, chú á, bỏ đi á, không phải là một phần, không phải là gì là mê tín dị đoan của cô đâu. Con nghĩ là còn một lý do khác nữa cô. Không phải, tại vì ổng nói cô á là sao hứa giải nghệ mà ổng giải nghệ. Nhưng mà tại thằng Vũ nè, nó cứ nói là nó năn nỉ cô coi cho hết đứa này rồi tới đứa khác, hết đứa này
này rồi tới đứa khác hoài. Cái chồng cô nói là cô không giữ lời hứa, thế là ông bỏ đi mới còn khác rồi. Trời ơi, thì tại vì con thương cô, con muốn dắt mối cho cô kiếm tiền. Dắt mối cái gì? Dắt mối kỳ cục vậy. Ôi bây giờ thôi, chú vậy rồi đó, bây giờ sao cô khóc kìa. Thì giờ biết sao giờ. Cô bình tĩnh đi, anh Tùng á, anh có cách á giúp cho hả chồng cô hết giận quay trở về với cô á. Hả? Dạ. Thiệt không? Cách gì? Vậy? Cách gì? Anh Tùng nói đi, anh nói đi. Con sẽ chỉ cô cách nấu món bao tử heo hầm ý dĩ và đáng xong. Vô duyên. Bực bình à. Tự nhiên chuyện chồng con người ta đương đau khổ vì chồng bỏ đi vợ khác thì vậy nó ăn là sao? À, nói, mày nói, sao mày kỳ cục vậy? Chưa nói hết mà cô bình ăn tĩnh nha. Ăn uống hoài tối ngày. Mày cô... thấy mày thấy cô ăn uống mà tới giờ cô vậy hả? À? Mày mắc cười á. Chỉ cho bà ăn hoài. Bình tĩnh. Cô con chỉ cho cô nha cách này nha. Là nè, con đảm bảo khi mà cô nấu món ăn này xong á, chú sẽ tự động chú quay về với cô. Chú sẽ mê cô như là ngày nào. Chú đảm bảo là chú sẽ hứa trong lòng là không bao giờ bỏ cô, chỉ có hình bóng cô trong tim chú mà thôi. Đó. Trời ơi, thiệt không? Dạ thiệt. Chỉ có món ăn thôi mà chồng quay về với mình. Dạ đúng. Nghe nè. Nói cho cô nghe đi. Dạ để con chỉ cô nha. Ừ. Trời con làm ơn chỉ không cô. Nó chỉ được tại vì con quên nó là thành viên trong quán bốn mùa. Cô không có biết nấu cái món đó. Có gì thì con nấu thử cho cô ăn đi ha. Cái con nấu thử xong xuôi rồi á, cái cô ăn cô thấy được cái cô nấu. Thì dạ được. Rồi chú mà nói vậy với cô là con thưởng cho mấy đứa liền vậy đó. Cái gì vậy? Thôi mà, đừng có khóc nữa mà. Muốn tay tôi ra nắm hoài làm sao mà đi. Đủ nắm đâu. Bà nắm đau muốn chết. Trời ơi, trời ơi, quên. Bà biết rồi mà. Yếu đuối. Biết. Mong mạnh, dễ vỡ. Biết. Xa bà, mấy ngày sao chịu nổi. Được rồi, nhớ thôi lắm. Mà, đi lên trển thăm con chứ có cái gì đâu mà khóc. Nè, đi lên thăm thằng Tư Lành á. Con mình nên nè, phải giữ gìn sức khỏe nha. Bà ở nhà cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Tôi đi lên sảnh xong rồi tôi điện thoại về cho bà. Để cho bà đừng có lo ha. Rồi được rồi, đừng có khóc nữa. Không khóc, tôi khóc tèo gì vậy. Thôi, bà đừng có khóc mà. Tự nhiên bà khóc sao chịu nổi. Không khóc nữa. Rồi đi hả? Đi. Ông Khoan đã. Nè, ông á hay bị đau đầu cho nên là cầm theo cái chai dầu này nha không? Để trái gió trở trời rồi sức chứ lúc mà nhức đầu thì người ta sức lên đây nghe không? Nhớ rồi. Tôi bỏ vô vỏ cho nhớ nha. Nhớ rồi. Rồi. Bà đi mạnh giỏi hả? Thôi đi. Mạnh giỏi hả trời ơi. Bỏ vợ đi. Ủa? Nè. Tôi đi mà. Không đi. Phải tôi đâu. Trời ơi, con tự nhiên. Rối à, thiệt tình à. Bà không chịu nổi rồi. Đi thôi, được rồi, đi. Cứ đứng chạy hoài chắc phải sáng. Bây giờ đếm đi, đếm 1, 2, 3 đi, mới đi đành lòng. 1 2 Tư Lành. Tía nè. Trời ơi. Tía. Đi lên thông điện con tiếng gai bến xe con đón tiếc. Trời, điếc đi chỗ này bệnh chết trời nắng nôi. Đường xa nắng nôi quá, và gọi bay chi để bắt con bay đi đón mệt. Dạ. Ờ. Tiếc, má con đâu? Cái gì tiếc? Má con sao? Má con bệnh hả? Nhớ mà. Tiếc, con này thấy dạo này tiếc ốm lắm nha. Bị nhức đầu á, nhức đầu mãn tính cho nên là mới đi lên thành phố này á, kiếm vợ chồng con coi chỗ nào chữa bệnh cho tía. Má cũng tệ ghê. Má đó con nhức nữa má, nhớ nữa rồi. Ý con nói là ấy á, tía nhức đầu á phải điện cho một tiếng con lo chuyện bác sĩ đâu cho tía đàng hoàng. Ấy tệ ghê á. Nhưng mà ấy là ai? Là má đó. Nhớ chán hoài. À con xin lỗi tía, ngàn lần xin lỗi tía. Bây giờ là tía lên đây để con lo cho tía, được không? Nhưng mà hồi nãy giờ vô thấy có một người, còn người kia không có thấy, vợ á. Vợ con nó đang làm dưới bếp á. Em ơi, em. Trời ơi. Coi ai lên nè. Trời
À, con. Tía mới lên hả tía? Tía mới lên. Tía khỏe không tía? Tía khỏe. Má con sao rồi tía? Gì vậy? Má con sao rồi tía? Nhắm tới nữa. Thôi, mày nhớ vợ. Đừng có nhắc má, bắt nhắc má mỗi lần là tía nhớ chứ không? Tôi bị hỏi má chứ. Vợ con hỏi ấy á, ấy con tía khỏe không? Khỏe là vui rồi. Thôi giờ sẵn dịp tía hôm nay lên đây á thì coi như là vợ chồng con sẽ lo vấn đề mà cơm nước ha. Tía ở chơi chơi vài ngày với tụi con nha. Nhưng mà sao mà con ốm dữ vậy hả? Đâu có. Tía nói vậy á, tội nghiệp chồng con tía. Đó. Anh thương con dữ lắm, thương lắm tía. Cái gì ngon á, anh cũng mua cho con hết trơn. Thấy không, con trai của tía mà. Nhưng mà trước khi ăn á, là anh ăn hết rồi. Rồi á, mập như heo gì đó. Còn tía coi con nè, riết rồi thành siêu mẫu luôn á tía. Siêu mắm chứ mẫu gì. Đó, vừa chưa nhất. Chuyện là sao đâu kể con nghe coi. Tại sao là phải, cái gì cũng phải ăn hết, không cho nó ăn là sao? Chuyện là vậy, con nói tía nghe. Bây giờ đi ra đường á, vấn đề ăn uống á, cái vệ sinh mà đặt lên hàng đầu. Mà tía biết rồi đó. Con à, con làm trong cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, con là người biết toàn bộ ha, cho nên con phải kỹ lưỡng trong chuyện đó. Bây giờ tía lên đây, con nói với vợ con là phải chuẩn bị những cái món ăn gì cho nó vệ sinh đàng hoàng, chứ không ra đường ăn tùm lum la để nó ngộ độc thực phẩm ha. Trời đất ơi, tía không phải cái gì cũng phải ngộ độc đâu đúng không tía? Con phải có cái này cái kia chứ. À, biết gì mà nói hả? Sao không biết? Sao biết không cái biết? Gì? Tôi làm ở y tế là vệ sinh an toàn thực phẩm nè. Tôi rành mắt mà. Rành cái gì? Tôi sao chẳng rành cho rành hơn bà hả? Mình đừng có cãi. Bây giờ tôi nói bà nghe, cái chuyện quyết định là ăn uống là tôi quyết định, cho bà không phải bà. Thôi đi, ông đừng có áp đặt quá nghe chưa? Áp đặt cái gì? Hả? Không á, quá đáng lắm. Bà quá đáng. Đừng cãi nữa. Tao thấy mày hoàn cảnh mày làm, mày nói hơi quá. Quá gì quá? Gì phải nói gì quá gì? Chửi, nói gì tự nhiên. Chửi nữa. Dạ, không có vợ ở đây, ăn hiếp. Con xin lỗi tía, không phải tại con nóng rồi con lỡ miệng con. Con bây giờ thôi, bây giờ hôm nay à, sẵn dịp tía lên đây rồi, bây giờ con quyết định vậy. Tía là người cao tuổi rồi, lớn tuổi rồi, vấn đề ăn uống cho nó phải là nó chất lượng với lại là vệ sinh phải không? Tía phải ăn những cái món thực đơn mà do vợ chồng con quyết định, chứ đồng ý không? Đồng ý. Chứ họ không có dám cãi. Có gì rồi sau này con điện thoại cho má lên, má ở đây. Nữa hoài. Biết điểm yếu, dám hoài. Ấy được chưa? Dạ, tụi con mời cơm. Dạ, vợ chồng con mời tí ăn cơm mà. Không có món khác hả? Ngày nào cũng tàu hũ rồi rau muống với nước tương. Dạ, không phải là vợ chồng con tiết kiệm tiền với tía, nhưng mà vấn đề lo sức khỏe của tía, những điện vệ sinh an toàn thực phẩm, những cái thứ mà ở ngoài đường nó quán là nó. Thôi đủ rồi, tôi hiểu rồi. Ngày nào tôi cũng nghe cái giọng của cậu nói là tôi chịu hết nổi rồi, hiểu không? Cái gì mà vệ sinh an toàn thực phẩm rồi cho tôi ăn mấy cái món này riết rồi, đó coi làm sao tôi chịu nổi. Tôi ước mơ có được một cái món canh nào đó để tôi húp một bữa cho nó đã thử coi. À, canh cải, con cũng thèm canh cải. Cái gì mà cải? Đó, cái đó. Lên đây, cái gì mà cải? Bà đừng cãi tôi à. Canh cải nó làm sao đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được hả? Cái canh cải lỡ mà nấu có con sâu chỗ đó thì sao hả? Sâu cái gì, lúc nào ông cũng làm chủ hết. Tôi mời đến bất cứ món ăn trong gia đình tôi quyết định hết, bà không được quyền canh cải. Ông làm chủ hoài à, bây giờ tôi phải làm chủ, không cho kẻ ông tôi ra ngoài nuôi ăn. Thôi, hiểu rồi. Trời ơi, từ ngày tôi lên ở nhà của mấy người có một món cho tôi ăn hoài, cái bệnh nhức đầu của tôi nó còn bị nhiều hơn nữa, chứ không có tiên giảm được miếng nào hết trơn á. Ông thấy chưa, ba món này rồi còn tối ngày anh chị cứ cãi lộn hoài, làm sao tôi chịu nổi. Ông này bà ơi, tại ông tôi về với vợ tôi cho nó chắc cú đó, thấy không? Thôi bà làm sao để cho tí bỏ nhà đi kìa. Ông bỏ nhà ông làm cho tí bỏ đi chứ không phải tôi. Có thèm gì nói chú tài tài nấu cho, nhưng mà uống bia rượu uống ít thôi nha, uống nhiều có hại nha, nghe không? Không sai không gì chú tài ơi. Không sai gì ta hả? Chú tài có nhà không chú tài ơi? Chú tài đâu vậy? À, ai đầu bóng dữ vậy? Ai? Ôi, làm sao? Tôi nè. Tôi, chú Tài. Ủa? Trời đất quỷ thần ơi, phải làm sao không? Sao giờ mình thấy còn có một kìa? Cho làm gì xách đồ đùm đề vậy á? Cái gì? Cái đầu sao? Nhức. Hết hồn nhất, tưởng sức thuốc mọc tóc. Thấy chà chà vô không à? Sao nhất? Đi,
trốn về quê. Thiên thần ta trốn về quê hả? Không có. Sao? Bị đối xử tệ bạc. Trốn về quê. Chị sao đối xử tệ bạc với anh hết hủi anh hả? Không phải. Chứ ai? Con nó đối xử tệ. Nên. Về qua thăm anh chút về. Biết rồi, thăm chút mà anh nói rõ tôi nghe. Mà vợ chồng tư lạnh đâu mà nào giờ nó sống cũng lành tính lắm mà tự nhiên sao đối xử tệ với anh? Bị nhức đầu. Đi lên đấy qua nhà nó nhờ ở trọ để chữa bệnh. Nó mấy bữa nay nhóm không có cho ăn gì hết. Trời đất ơi, món thèm không có cho ăn, món tuổi nó thèm nó bắt ăn, không có thích rồi nó bắt nhìn nó đói. Con cái mà sao bất hiếu cha mẹ dữ vậy? Không lẽ anh quậy quá nó từ anh hả? Quậy rồi nào, không quậy mà sao anh khóc dữ vậy? Anh khóc tủi thân, khóc dữ tủi thân nó không cho ăn, tủi thân khóc dữ quậy cái gì? Nó không cho ăn, qua đây tôi cho ăn. Tôi đừng có khóc, trời lớn tuổi rồi. Tôi đâu phải đi xin ăn anh đâu. Trời, tôi đâu có nói xin ăn đâu. Chào. Lo qua đây tôi lo. Nên giỏi thương nè. Trời ơi, nó kiếm tôi. Anh đừng có nói tôi ở đây nghe. Anh đừng có nói tôi ở đây nghe. Tại ông hả? Tí mới bỏ đi mà bây giờ ông đổ thừa cho tôi hả? Chú Tài ơi. Chú thấy ba con đâu chú Tài? Ba mày hả? Dạ của tía. Trời ơi, tía ơi. Nó thấy bể rồi, thấy rồi. Tía. Lên đi. Tía ơi. Tía làm gì chốn này gì tía? Trời ơi, tía ơi, con kiếm chứ tía muốn chết luôn. Bà thấy chưa? Bà làm cái gì vậy hả? Bà làm lại tía bỏ nhà tôi đi hả? Bà làm cái gì? Ông chứ ai? Tại ông á mà tía mới bỏ đi chứ phải tại tôi đâu nghe. Bà lo chuyện cơm nước cho gia đình. Bà không lo, bà để con tía đó vô qua quán chú Tài thấy không? Đó cái gì? Ông bắt tôi làm gì đó? Bây giờ tía như vậy đó là do ông không phải do tôi đâu. Không nghe. Có gì đó. Bây giờ bà biết, bà xin lỗi bà. Bà lại xin lỗi tía tôi. Khỏi cần xin lỗi. Đối xử tệ, xin lỗi để tôi về. Tôi sống với vợ tôi. Khỏi cần chữa bệnh, chữa biến gì nữa. Nên giỏi, ngoan. Giỏi chú Tài thương. Mày làm gì ba mày tức tưởi dữ vậy nè? Con đâu làm gì đâu chú Tài. Trong kẹo ông khóc mày khen khóc nín ông dứt luôn à. Tí ơi, vợ chồng con có chuyện gì tí thay lỗi cho chú tí về nhà ở tụi con hả tí? Nó qua xin lỗi gì nhà ở đó đi. Về nó bỏ đói, không có cho ăn nữa. Về làm gì? Bà nghe tí nói cho. Sáng ăn hộ tàu hũ với nướng tương, chiều nướng tương tàu hũ, có nhiều nó làm tới ăn sao nổi. Tí không hiểu vợ chồng con là muốn cho tí là ăn ở nhà cho nó là có vệ sinh an toàn thực phẩm. Chứ ra đường bây giờ cái đồ ăn toàn con. Nên vợ chồng mày nín đi. Tao biết nguyên nhân sao mà tí mày khóc tức tưởi. Tao hiểu hết trơn hết trội luôn á. Là tại vợ chồng tôi bay không á. Chứ nói sao con không hiểu. Mày đưa cho ba mày ăn, rồi ba mày không chịu ăn, mày la vợ chồng tôi bay gây lộn nhau rồi ổng nhức đầu. Tao nói ổng không chết vì ngộ độc thức ăn thì ổng cũng chết vì bị suy dinh dưỡng. Mà cho ông ăn đậu hũ nước tương mà cho ăn hoài vậy. Cái đó là vệ sinh ăn toàn thực phẩm. Ta đồng ý mày là vệ sinh nhưng mà ăn phải có đầy đủ chất bổ trong người. Còn vệ sinh ăn toàn thực phẩm là ăn thua mình mua đúng chỗ, mình mua đúng nơi. Mình rau thì mình ra siêu thị, mình mua chỗ nào có bảo đảm chất lượng thì mình mua. Chứ mà cho ba mày ăn nhiều món, chứ mà cho không món đó ăn hoài làm sao ông già cả, sao không chịu nổi. Bây giờ anh ở đây anh đợi tôi đi. Dạ. Vô trong tôi nấu món này cho anh ăn. Dạ. Để anh trị cái bệnh nhức đầu của anh. Cái yếu sinh dưỡng mà thấy không, ba mày ngồi mà muốn liệt nè, thấy không? Cái này là tai biến á. Từ từ á. Con này khỏe mà đâu có gì đâu, tự nhiên ngồi sủi dữ trời. Ngồi tỉnh bơi nha. Đổi. Tụi bay ra lựa lời nói chuyện ba mày đi. Tí ơi, vợ chồng con chưa nổi tí. Ôi, khỏi gần. Tí thôi chưa giờ tí xong rồi tí về nhà tí. Không về nữa, bị xử tệ. Không về nữa. Tí ơi. Đây nè. Món gì? Món gì nữa? Dòm kỹ coi món gì. Để con ăn thử nha chú Tài. Ê, cái gì ăn thử? Con sợ lỡ tí ăn con ngộ độc rồi con sống sao nổi. Ngộ độc cái gì ngộ độc? Mày ngộ độc cái thần kinh mày thì có đó. Quán tao là quán bốn mùa. Mấy món ăn thuốc tao để dành sẵn trong quán không à. Nhức đầu, cảm sốt hay là chóng mặt gì đó là quán tao đồ ăn để đầy đủ hết á. Thành ra ba mày cần cái là tao có, tao nấu liền. Yên tâm đi. Bệnh béo phì mày tao chữa còn được. Từ từ đây, muốn kéo đây. Mày muốn chữa bệnh béo phì mày không? Bệnh con cũng chữa được hả chú?
chữa một ngày một à. Chú chỉ ít con chữa đi. Lấy băng keo dán cái miệng mà lại. Chú Tài. Hả? Chú chỉ con nấu món này đi, nhìn hấp dẫn quá. Cái món này nghe tôi nói nè, tôi nấu cho ba mấy người ăn nè. Nhất là ăn năm ngọt nè, nghe kỹ là về nấu cho ba cho ông già con ăn nha. Dạ. Cái này gọi là canh đầu cá mè. Cá mè hoa đó, cá mè hoa là cái đầu nó bự vậy nè, ngoài Bắc gọi là cá mè hoa. Còn trong Nam mình gọi là cá mè đầu bò. Cái đầu nó bự vậy mà sụn không là người lớn tuổi ăn tốt lắm. Tí. Đó, cái này nè, con ra chợ con mua cái đầu cá mè, con về con chặt con rửa sạch đi. Dạ. Đúng không? Con rửa sạch con để ráo qua bên. Rồi con ra ngoài chợ cái chỗ tiệm thuốc bắc á, con mua xuyên khung là từ 3 gram tới 9 gram. Cái gì chú à, chú không được rồi nghe chú. Cái gì không được? Con nói cái gì chú làm gì không được, cái chuyện mà xuyên khung ba con là con không được. Đúng rồi. Sườn của ba con như thế nào không có được chú. Tự nhiên biểu không được xuyên khung, đem đồ ăn ra rồi xuyên, xuyên sao là sao vậy? Con ăn con ngủ rồi rồi. Mày đừng có đụng chạm với người ta dễ tự ái, người ta mũi lòng. Này không phải, không phải. Xuyên khung là cái vị thuốc bắc. Còn cái xuyên khung thằng này nói là cái xuyên mà nướng barbecue và cái xuyên nó mua về nướng nó. Mày giống con heo lắm rồi đó. Nướng mày thì có, xuyên khung là cái gì thuốc bắc của người ta, nấu cho nó lên thuốc. Rồi bạch chỉ con mua từ 6 gram tới 9 gram là xuyên khung với bạch chỉ. Bạch chỉ là gì thuốc bắc luôn nha. Ba con đâu có bị bệnh chỉ đâu. Bạch chỉ là cái tên của người Bắc. Cái tên của bị bệnh chỉ. Nó trụ. Nó trụ nữa. Này trụ mày mở miệng ra bảy ba này coi. Anh à, nhìn rồi giỏi thương. Đó, mua hai thứ gì thuốc bắc đó là xuyên khung từ 3 đến 9 gram, bạch chỉ từ 6 đến 9 gram. Con về bỏ trong cái dãy mùng. Cái gì? Bỏ vậy. Bỏ cho mùng, bỏ. Trời ơi, ngủ ba con ngủ mùng không có quen. Phải lạnh, phải lạnh. Chắc nó ở dưới quê ngủ. Một thời là bỏ vào xuống ao á. Ngủ ở dưới quê ngủ mùng, tự nhiên giờ lên đây không cho ngủ mùng. Không phải, là bỏ vô dãy mùng mấy cái vị thuốc, bỏ vô dãy mùng mình lấy dây chỉ mình buộc lại. Buộc lại mình bỏ vô nồi nấu cho nó ra cái vị thuốc. Nó không ra cái xác. Hiểu chưa? Rồi đầu cá mè mình bỏ vô mình đổ nước vừa đủ dùng, mình nấu cho sôi lên. Sau riêu lên cái mình nêm gia vị vừa ăn thử coi. Đầu cá ăn có xương sụn mình nhai luôn. Cái nước này mình húp. Ăn được liền ha. Để con thử rồi mày bà. Đâu cho ba mày thử làm chi? Ngộ độc. Mày ngộ độc hả? À mày thử đi, mày ăn mày chết tao chịu, mày ăn thử nè. Để. Cái gì vậy? Ngon quá chú Tài ơi. Trời đất ơi. Ngon quá mày. Nấu đi chợ nấu liền cho tí ăn. Tôi hay của tôi. Nó. Quay, của tía mày. Ông khóc nữa bây giờ đưa qua không? Thôi nên giỏi thương. Giỏi thương. À giỏi thương nên giỏi thương. Ngon. Thèm. Đó. Cảm ơn. Ở ngoài nhìn vô tưởng ba mày con tao không á. Cho ông nhìn tôi. Thank you.